trong cái cuộc đời này, trẻ già bệnh rồi chết, quy luật đó là sanh diệt, thành trụ hay không. Nghĩa là không có một cái gì mà ở trong cái cuộc đời này mà nó có thể tồn tại vĩnh cửu được hết. Cái điều này, nguyên lý này mỗi người chúng ta phải nhận thức cho sâu sắc. Trong một gia đình, dù mình đã từng được hạnh phúc như thế nào đi chăng, thì cái gia đình này nhất định một ngày nào phải tan vỡ. Không thể nào mà nó hạnh phúc hoài được. Tại vì nó hạnh phúc trong một cái thời nào có lúc còn trẻ, rồi mình còn con cái bên mình, thấy nó cũng hạnh phúc. Nhưng khi con cái lớn khôn thì nó có chí hướng của nó, nó lo chí hướng của nó. Rồi bắt đầu mình già rồi, lúc đó nó lại đi vào cái chỗ sinh ly tử biệt, thấy không? Tan nát rồi. Gia đình ngày xưa hạnh phúc giờ không còn tồn tại nữa. Nếu mà nó có phúc đức thì con cháu nó đi theo con đường của mình, nó tiếp nối thì cái gia đạo này vẫn còn con cháu tiếp nối. Nhưng mà riêng bản thân chúng ta thì sanh vào đâu mình cũng không biết, nếu mình không có tu. Đa phần là đọa lạc trầm luân vì cái tâm mà hơn giành hơn thua tranh giành đấu đá nó mạnh quá. Mà cái tâm đó là đi vào tam độ ác đạo. Nên cái pháp môn tịnh độ này thù thắng lắm, nhưng mà cái người mà tin tịnh độ này ít. Tin tịnh độ rất là ít. Nếu như cái người mà tu pháp môn tịnh độ mà tin tịnh độ, làng tu sĩ mà nếu mà tin nhiều là tịnh độ hình thịnh dữ lắm. Sức ảnh hưởng rất là lớn. Ví dụ như hàng cư sĩ mình tu tịnh độ, mình tin tịnh độ 1.000 người, người xuất gia có chừng 10 người chân thật tin tịnh độ là sức ảnh hưởng nó còn hơn 1.000 người cư sĩ. Nhớ nghe. Mà lòng tin nó phải là tin tới nơi, tới chốn, tin chân thật, tin á, tin vào cái bổ nguyện á. Bổ nguyện là ngay nguyện thứ 18, phải tin bổ nguyện á. Chân thật mà niệm có Phật hiệu cho tới cùng. Tại vì ta đi vào khoảng thời gian lâu vậy. Thời gian lâu là từ nhiều đời người ta đã theo quy trình, thì cứ theo quy trình. Tới đời của cái người nào đó muốn lặp lại khó, không dám. Khi cái quan niệm ta nghĩ rằng thôi bây giờ tu tịnh độ cũng tu, nhưng mà cũng hướng này hướng kia, để lỡ không được tịnh độ cũng còn cái kia đó. Nên lòng tin tịnh độ của người ta nó có cái lừng chừng, chưa quyết đó. Còn nếu như mà mình tin Phật cho tới cùng luôn, mình đem cái mạng mình giao cho Phật sắp xếp đi, thì trong cái cuộc đời mình làm việc cho Phật Bồ Tát, mà Phật Bồ Tát cũng phải để cho mình bị khảo đảo nữa quý vị ơi. Tại vì bị khảo đảo rồi á, thì lúc đó con người mới trưởng thành. Con người mà nó phải bị te tua tả tơi bầm dập hết, lúc đó nó mới trưởng thành, đúng không? Giống như người ta học võ cũng bầm mình bầm mẩy quý vị, nó thành võ sư. Quý vị đi hỏi mấy người làm võ sư đi, hỏi họ đi học võ có cực không, họ phải hỏi te tua không, chạy tay chạy chân bầm mình bầm mẩy, bị quýnh đập tá lả âm binh, quýnh xong còn bị đi ngâm nước muối nữa. Để cho nó gắn chắc quý vị. Người ta phải luyện công phu lắm, trời ơi, cát đá rồi người ta phải buộc vô chân ta chạy, nhảy qua mấy cái đê, mấy cái đập đồ cao cao đến chi, để cái lực chân nó mạnh, sau này nó phóng cái cao. Còn mình bây giờ mình nhảy thấp thấp không, mình đi từ từ không phải nhảy thấp chủng. Cao cao là mình nhảy là té cái hứ, đâu nhảy nổi, đâu được rèn luyện qua công phu đó, hiểu không? Nên muốn thành một cái môn gì mình thành công, mình phải chịu bầm dập chứ không đơn giản đâu nghe. Chồng mấy cô bây giờ, mấy chú bây giờ mà làm cha làm mẹ người ta mà cũng kinh kênh đồ ha, mình cũng bầm dập á, làm bây giờ mới làm cha làm mẹ người ta đó. Hiểu không? Sanh con nuôi con đồ cực khổ, bây giờ mới dám xưng tao là mẹ mày nè.
mình làm cha mình cực khổ, mình lam lũ kiếm vật chất gì để nuôi gia đình, giờ nó tao cha mày nè, chứ không tự nhiên nhảy vô nó làm cha làm mẹ anh ta. Tao không nghe đó vị ơi, nó bây giờ mình nói mình làm thầy người ta, mình cũng phải chịu khó chịu cực, làm thầy là hơn người ta, đã là hơn người ta thì mình phải làm cái gì hơn người ta. Có những chuyện người ta không dám làm, mình dám làm mình mới dám làm thầy người ta. Hiểu không? Hiểu chưa? Làm ông cướp ông kẹ đâu phải đơn giản quý vị. Nó phải gan hơn người ta. Nó làm cướp kẹ. Hiểu không? Nó nên ví dụ như bây giờ cảnh giới ma đạo thì không bằng quỷ đạo. Thì ma nhát hơn quỷ. Còn quỷ thì gan hơn ma, nên nó tao quỷ nè. Mày ma mà dám đụng tao hả? Thấy chưa? Nó xưng nó tao là quỷ nè. Biết bao nhiêu năm chưa? 200 năm á. Mày là ma con dám đụng với tao quỷ sao? Đó, thấy chưa? Nó thì mình hỏi con quỷ, ô tại sao mà xưng là quỷ dữ dằn, nó là 200 năm nay khó khăn cực khổ. Từ làm cô hồn làm ma vất vơ vất vượt. Rồi từ từ rồi mới tu luyện, rồi kết hợp nhiều nhóm người. Rồi nó thấy tôi gan quá, nó thấy nó mới đưa tôi lên làm quỷ chúa khu vực này. Nói quý vị biết rằng là nó cũng là nói là nó cũng chịu khó khăn lắm quý vị, mà bây giờ mới làm chú quỷ chứ không có giỡn nghe quý vị. Đó, thì mình làm thầy bà người ta cũng không giỡn đâu, phải có bản lãnh hơn người, chứ mình thấp hơn người ta làm sao làm thầy người ta. Nó ví dụ như bây giờ người ta ngồi với cho mình, người ta ngồi mà người ta nghe mình giảng đó, là mình cũng phải như thế nào, phải hơn người ta làm sao, phải chịu khó chịu cực sao, phải làm việc hơi dữ hơn người ta. Ví dụ như nhà người ta lo 2-3 người mà mình phải lo cho mấy ngàn người luôn, mình phải dữ dằn người ta mới ngồi nghe mình chứ trời, đúng không? Cái gì nó cũng phải trả một cái giá của nó. Người ta mà ta đụng độ gì cái là người ta rớt đài, người ta chạy mắt dép. Còn mình đụng độ xong mình té, mình đứng lên mình chạy nữa, mình phải chơi vậy đó thì mình mới làm giáo làm thầy người ta chứ, mới gan được chứ. Muốn giảng sanh mà phải gan. Đó, nên phải nhớ có những chuyện trong cái cuộc đời này nó chưa đến mà mình cũng phải rèn mình trước, coi chưa có chuyện đến thì mình kiếm chuyện kiếm chuyện để mình chủ động quý vị, thì sớm muộn gì nó cũng có chuyện thôi. Khỏi này mình phải tin điều này, sớm muộn nó cũng có chuyện. Thì chuyện chưa đến mình thấy mình đang khỏe, mình gây chuyện gây chuyện, mình kiếm chuyện đặng là nó có gì nó đến thì mình có lực. Chứ mà mình đang yên mà kiểu mình ăn ngon ngủ yên mỗi ngày nó yếu đi, mà chuyện đến lúc đó mình trở tay không có kịp. Người gan người phải kiếm chuyện kiếm chuyện mà phù hợp quý vị, kiếm chuyện tà bậy tà bạ sưng mồm sưng mỏ thì nó chuyện vẫn chứ. Kiếm chuyện phải phù hợp, kiếm chuyện phải đúng đắn, kiếm chuyện nè mà nó phải có lý có tình, giúp được chúng sanh, nó kiếm chuyện gì nó may. Đúng không? Nó, từ nơi đó mà mỗi một con người mình sống trong cuộc đời này mình hãy tin tưởng 100%. Nếu muốn làm Phật thì không có yên đâu. Hãy tin điều này đi. Và cái cõi này đừng có mong yên, trời ơi nó yên thời gian nào thôi. Sao mà yên? Trời, tu mười mấy năm nay tôi thấy rõ ràng có bao giờ mà nó yên lâu đâu. Mà lúc nào mà nó yên nhất là nó sắp sửa có chuyện lớn đến rồi đó. Hồi đó giờ tôi kinh nghiệm quá trời mà. Lúc nào mà nó yên nhất quý vị coi, quý vị để ý biển đi. Biển khi mà nó quá bình yên là người ta thấy sợ. Khi mà quá bình yên là nó sẽ có sóng lớn đến. Hiểu chưa? Thà mỗi ngày sóng lợn cợn mà không sao. Nhưng mà mình ra biển mình thấy biển này quá bình yên luôn. Coi chừng, coi sắp có bão tố thế. Nên mỗi ngày như Đức ở trong chùa không có bao giờ mà nói về cái cảnh việc mà nó bình yên á, đòi hỏi cái tâm mình á, trong cái cảnh đó có bình yên hay không thôi. Chứ có ngày nào mà trong chùa này mà không có chuyện đâu. Ngày nào cũng không chuyện nhỏ rồi cũng chuyện to, mà không có chuyện to rồi cũng chuyện bé. Ngày nào cũng có chuyện xử lý chơi vậy đó. Xử lý vô duyên lắm. Tào lao vậy đó. Kỳ cục. Có bữa thì kêu xử lý chuyện quần áo, có bữa thì dành ăn phải xử lý, có bữa thì ngái nhiều quá xử lý,
Rồi có khi thì cái quần mà màu này màu kia, nói quần tôi màu này, bà kia nói quần tôi cũng màu này, rồi cuối cùng xử thì sao, nói quần này của tôi. Nó nhiều chuyện nó làm cho mình phải khôn quý vị, phải thông minh. Nó thấy chưa, trong cái cõi này nó đâu để cho mình yên đâu, nó khảo đạo mình để rồi coi cái tâm của mình nó có bình lặng được hay không. Nó sống động lên để cho con người mình tâm bình định. Tại vì ở trong cái cảnh đó mà mình không bị dao động nó mới là định. Chứ ngoài ra chứ định này không phải là mình không ai đụng tới mình, hoặc là không có chuyện gì xảy ra là định, nó phải. Hoặc không vọng tưởng, nó phải. Mà là trong cái cảnh động đó mà mình có bình định đáp tâm hay không, vẫn duy trì được sự tu hay không. Đó mới gọi là kiểm nghiệm qua tính nguyện, tính tâm tu để cầu giải thoát. Mỗi người tu hành mà có tâm giải thoát á, nhớ kỹ cái câu: cái cõi này không có yên đâu nghe. Và không bao giờ mà cái cõi này mà cái gì đó mà nó tốt, mà nó tốt hoài cho mình đâu. Nó lạ lắm. Dù là nó tốt, thiệt tốt cho người ta được nhờ đi chăng nữa thì cũng có người muốn phá hoại nè. Tại vì nó là như vậy mà, cái nguyên lý mình không có tròn phước. Chỉ có cực lạc mới phước tròn, còn đây là phước méo. Nên mình trong cái được lợi ích gì chăng nữa, mình đừng có bao giờ mình nghĩ rằng nó mình phải dùng cách này cách kia để bảo vệ nó tồn tại. Bậy quá, sao tồn tại. Nguyên lý này mình phải tin đi. Cái lúc mà nào mà mình làm được tốt thì mình cứ cố gắng. Làm được nắm bắt làm liền. Có khi một ngày nào không làm được đâu. Câu này tôi nói hoài mà. Nói hoài chắc chắn quý vị luôn. Ví dụ như những đức giờ bốn mấy tuổi, nếu mà quý vị mà có duyên phước đặc biệt là những đức hai ba chục năm gì nữa thì nó đúng là quý vị cũng quá đặc biệt rồi. Nguyên cái vàng này cũng chết hết rồi. Thấy chưa, cũng đặc biệt rồi đúng không? Chứ cái đà gì là quý vị đặc biệt lắm rồi đó. Nhưng mà qua cái đời những đức cái là nó si. Quý vị biết chư tổ sư mà cỡ như lục tổ đồ chùa các ngài cũng phải, sau này còn phải si mà, thấy không? Nhưng mà cái tiếng tâm của các ngài không si, nhưng mà hoàn cảnh thì si. Dù cho là một cái hoàn cảnh của một vị cao tăng ở đó, nhưng mà khi qua đời các ngài là nó si. Nó phải là thịnh si là gì đó. Giống như khi Đức Phật còn tại thế, vì thế thịnh ghê không, thịnh pháp quá trời. Nhưng mà khi các Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì đệ tử của Phật là những đệ tử của Phật là những vị có tu có hành có chứng, còn thì pháp còn thịnh. Nhưng mà qua thêm cái đời kế tiếp mà bắt đầu là nó lạc cái bớt đi, bắt đầu là cái nơi trụ xứ của Phật đồ này kia, bắt đầu nó si xuống lại, nó si pháp lại. Nó si pháp là do không có người hành pháp si. Thì quý vị thấy nó theo quy luật sanh diệt, nó theo quy luật mà có rồi mắc, tròn rồi méo, nó cứ vậy đó. Nó không có bao giờ mà mình duy trì được đâu. Nên mình đã hiểu nguyên lý của nhân quả thì mình theo quy luật mà mình sống, để mình tự nhiên hết, mình tự tại hết đó. Nên cái Phật pháp nó hay lắm, nhất là tu cái pháp môn tịnh độ này nè. Cái pháp môn này gọi là hiện đời niệm Phật, quả báo như thế nào thù thắng lắm. Hiện đời niệm Phật quả báo thù thắng lắm. Cái quả báo đó là cho quý vị được bình an, cho quý vị được có phương hướng giải thoát. Nếu quý vị là người tin tịnh độ á, dù quý vị nghèo, xấu, bèo nhèo, ít học gì đó, nhưng mà chịu tu tịnh độ là có sự thay đổi hoàn cảnh. Thay đổi hoàn cảnh. Cứ tin 100% đi, chịu niệm Phật là cái hoàn cảnh tại quý vị ở sẽ có sự thay đổi tốt. Mà tin tới nghe, tin 100% nghe là nó chuyển biến tốt lắm đó. Chắc chắn quý vị luôn. Chính những đức tu môn tịnh độ này thấy rõ ràng. Ngày xưa những đức đến chùa Quan Âm, hoàn cảnh hồi đó những đức mới đến là nó còn te tua lắm. Cái chánh điện đó là chưa cắt lại, còn chánh điện cũ ngày xưa thờ mà thầy mới phát triển là một cái nhà, một cái cốc một tí tì. Sau này thầy cắt rồi cũng là che che. Sau này cắt thêm lần cái đời của những đức đó là cái chánh điện bây giờ còn đó. Nó là cũng được lắm. Còn ngày xưa những đức mới đến là có tượng Quan Âm phía trước, có một pho tượng nhỏ xíu. Thì quý vị biết rằng là hoàn cảnh đầu tiên mà những đức nghe thầy ông kể
là khi đi giảng về mà không có mì nấu ăn, khổ gì đó. Có hai ba bà già à, vậy đó mà biết bây giờ mà đắc hồi đó trên đó mà cho người ta không muốn lấy đó, mà bây giờ đắc cái đó mà mắc như đất thành phố vậy đó. Cái chỗ đó đó, cái chỗ đó bây giờ đắc nó mắc như đất thành phố luôn á quý vị. À, một miếng đất nhỏ nhỏ thôi là nhiều tỷ rồi đó, có giảng đâu. Ở trên đó bây giờ á, dẫn là người ta mua luôn, bây giờ người ta dẫn đến mua. Ai mà cắt nhà được là người ta mua nhà, ai cắt phòng được người ta mua phòng. Nó có gì mua nấy. À, đụng gì mua chứ. Khu vực niệm Phật lạ kỳ đấy quý vị ơi. Đó, mà ngày xưa mà nghe nói là đắc cát mà cho người ta không muốn lấy mà chỗ đó đó. Vắng vẻ mà bây giờ nó thành ra vậy đó. Nó rõ ràng chưa, cái nơi niệm Phật là cái nơi đó phải là cái hoàn cảnh giống như Phật quang phụ chiếu, nó chiếu giết đất đó muốn thành vàng. Thấy chưa? Nếu như nhà mà nó bắt niệm Phật suốt luôn mà lễ Phật đồ này kia mà tu niệm Phật mà nghe tịnh độ mỗi ngày thì cái nhà mình nó cũng là Phật lai nghinh đó, thường đến. Phật thường đến, thấy chưa? Tại vì quang minh Phật A Di Đà soi gọi tìm người niệm Phật, mà trong quang minh Phật A Di Đà là có Phật ở trong á. Phật phóng quang á, là quang minh phóng đến đâu là hóa thân Phật ở trong quang minh á quý vị. Ừ. Đó, nên á, khi á, mà Phật phóng quang tiếp dẫn mình là hóa thân Phật ở trong quang minh tiếp dẫn mình. Quý vị biết thù thắng cơ nào chưa? Nhà mình mà niệm Phật mỗi ngày, bắt máy niệm Phật xuyên suốt thì quang minh Phật cái soi gọi nhà mình suốt. Ma tà quỷ quái nào mà dám ghé ngang, gặp chạy mắt dép. Đi ngang đường thấy nhà đó là chạy mắt dép rồi. Quang minh phổ chiếu, đâu có dám vô quậy phá tầm bậy tầm bạ. Thấy không? Nó mà lòng tin phải cực kỳ mạnh nghe, quang minh Phật mà phóng đến cái nơi nào là nơi đó là nghiệp chướng tiêu trừ. Chúng sanh được lợi lạc lớn lắm không gì đâu. Nên từ nơi đó mà mình tu tịnh độ, cái lòng tin mình phải chắc thật, lòng tin phải sạch sẽ. Lòng tin sạch sẽ thì tự bị suy nghĩ mở rộng ra quá có khi đụng chạm tùm lum. À, nên lòng tin phải cực kỳ sạch sẽ. Nó phải sống trong cuộc đời này có những cái công lý trong cái cuộc đời này. Con người mình trong nội tâm mình phải có. Nó có những cái mình cũng đừng có nghĩ về bản thân mình quá. Có những cái cũng nên nghĩ về người ta, về chúng sinh một chút. Đừng có nghĩ về mình nhiều quá. Có nghĩa là với bản thân những đức tu hành có khi không khéo, nó vì mấy ngôi chùa từ từ sau này nó thành yếu nhất, nhát, sợ này cái sợ kia. Mà sợ cũng mắc à. Tại vì con người nó có cái quy luật, nó sinh diệt mà. Sợ gì? Mình cứ làm đúng thôi, mình đừng có nghênh ngang thôi. Mình đừng có là nói tầm bậy tầm bạ, mình chửi, mình quýnh nó đâu. Đừng có tầm bảy tầm ba mà nói cho đúng đàng hoàng, nói nhỏ nhẹ, mình nói ngọt dịu. Thấy chưa? Hiểu không? Nó, nên á, quý vị nhớ mình là người tu. Ví dụ như mình mà muốn nói nặng ai, muốn chửi ai á, chửi nhỏ nhẹ thôi. Hồi xưa mình thô tâm, mình chửi ghê lắm. Mày nghe tao nói mày nghe, mày nghe. Bây giờ mình lại mình nói nè. À, tao nói với mày chứ à, tao xử mày á, mình chưa làm cho nó tát vô mặt mình cái cuối cùng mình thì nói mà nó thì bị đạn, tại vì nó tức quá. Mình chửi nó mà mình chửi quá nhỏ nhẹ vậy. Tao nói cho mày biết chứ, mày biết mặt mày xấu lắm mày biết không? Mà không, đó là ví dụ chữ mà vẫn nhỏ nhẹ vậy, thấy chưa? Chỗ ngày xưa mình bậm môi bậm mõm, mày nghe mặt mày xấu á, biết mặt mày xấu cái nào không, làm ghê lắm nghe. Mà mày giết mình tu giết ngay, vì mình dịu cái tâm, mày có nói cái gì mà nói nhỏ nhẹ lắm. Tôi nói với ông chồng biết nghe không á, thấy ông coi kỳ lắm á, ông phải xem lại ông làm sao. Chứ ngày xưa cũng cái câu đó mà, ông coi là ông đi, coi là sao nào, nó khác hoàn toàn đúng không? Đó, dịu cái tâm là nó vậy đó quý vị. Như hồi xưa mà những đức mà nói mấy công đoạn mà hôm qua bị coi bài giảng đó đó là ghê lắm, không có giỡn đâu nghe. Nói là kinh kinh cái mặt đồ nghinh nghinh đồ mày tao đồ dữ lắm á, nhưng mà bây giờ nói nhẹ nhẹ thấy chưa. Nói nhẹ đàng hoàng đúng không? Còn kia người ta là bạn đồ, nó động viên nhau phải không?
Đó thấy chưa? Đó, đó, đó mình thấy không? Tu với nó dịu cái tâm, mà nó làm cho mình khỏe lắm mấy vị. Hôm qua cái bài pháp mà Như Đức học tập là giờ đó 12 giờ trưa, giờ nghỉ trưa mà bên kia gì tự nhiên ngồi hứng hứng lo giảng luôn. Rồi xong cái giảng xong vui nó an lạc, xong cái nó không ngủ chưa giảng pháp luôn, nó an lạc quá, nó nhẹ nhàng cái tâm trí quý vị. Việc mình muốn làm mà mình làm được rồi nó khỏe lắm, nó vui lắm vị ơi. Ừ nó thì vị biết rằng trong cái cuộc đời này chúng ta mỗi một con người sống ở cõi này nó vô thường, sống nay và chết mai à. Có những cái có khi bữa nay mà mình không nói được, có khi ngày mai mình không có cơ hội để nói, tại vì một giấc ngủ ngàn thu không trở lại, thấy không? Dù mình có muốn nói nó cũng chuyển kiếp rồi, mình có cái bản lãnh nói hay không, đúng không? Nên trong cái cuộc đời có những cái mình nói gì người, mình có cơ hội mình nói được mình cứ nói, chỉ cần vì người đừng có sợ tổn hại mình. Trên có Phật Bồ Tát ở trên, thấy ở trên tự cái ngày điều chỉnh, thấy không? Tự cái ngày điều chỉnh hết trơn rồi, yên tâm đi. Nó giống như những đứa coi chuyện ngày Hư Văn hay, ngài nói có thịnh thì có si, có khi si xong nó thịnh còn hơn. Giống như 5 năm về trước á, những đức thịnh ở trên kia, không? Mà khi mà 3 giờ mấy mà thầy cho những đức xuống khu chuyên tu, thầy không có cho bằng ngày. Bằng ngày chúng chùa nó động quý vị, khó sắp xếp họ. Nên từ nó cho mình giờ người ta đi tu hết, cái xe chở mình đi. Rồi xong đi xuống đó mình nghĩ là thôi giờ mình gói gọn là mình lo mình tu thôi, không? Mình nghĩ là thôi tới đây ngưng, ai biết được đúng không? Vì mà 2 tuần sau cái tự nhiên họp lại cái đưa những đức đi xuống với hộ pháp. Trên đoạn đường mình đi ta nói không biết cuộc đời nó đưa đẩy mình đi về đâu, bây giờ cuối cùng nó đi về đâu nó ai biết được ngày mai cuộc đời, đúng không? Không ai biết được nghe. Bây giờ có những người bây giờ mình thấy người ta hư hỏng, người ta cái này cái kia đồ, thấy không? Nhưng mà mình không biết có chừng ngày mai mốt người ta không đơn giản đó nha. Như những đứa cậu đó mà ăn nhậu té ạch, người ta nói thằng này tiêu chết sớm. Này đời nó đố mà có được cái gì, được cái gì luôn trong cuộc đời, không bao giờ được cái gì. Vậy đó mà những người nói những đứa hồi xưa nói cái việc ở ngoài đời mà bây giờ 4-5 người ta đưa cha mẹ người ta vô cho những đứa nuôi. Rồi không? Đó thấy rõ chưa? Có ai ngờ được đâu. Nên trong cuộc đời này mình không biết, không ngờ được cái con người đó đâu quý vị ơi. Có khi cái lúc mà cái nghiệp duyên của người ta là lúc đó người ta làm vậy đó, người ta làm vậy đó. Nhưng mà người ta qua cái giai đoạn đó rồi, người ta lại là người khác, người ta không phải là người đó nữa, mà người ta lại thông tình đạt lý rồi sao. Nên trong cuộc đời này chúng ta cũng không dám khinh ai, dù mình có bị khinh đi chăng nữa bản thân mình cố gắng. Nên mình học đạo mình không dám khinh người khác, càng học càng tu mình càng không dám khinh người, tại vì có khi mai mốt người ta sẽ giỏi lắm, không phải giỡn đâu. Đó, nên những đức nói với mấy anh em trong chùa, người nào vô chùa tu mình bổ túc cho người ta được, cứ bổ túc đi, cứ rèn người ta đi, đưa tư tưởng cho người ta đi, chứ đừng có sợ rằng cái người này làm sao tiếp nhận được tư tưởng, ai biết được. Như ngày xưa mà như những đức vậy, ai nghĩ những đức tiếp nhận tư tưởng, nhưng mà không ngờ những đức nghe tư tưởng là tiếp nhận liền, ghê chưa, phát triển luôn bản thân mình. Nó cuộc đời nó đưa đẩy, không nó thịnh si, có lúc si tuột dốc không còn cái gì luôn. Quý vị biết ngày xưa trên kia trên đất đi xuống đây mà đi trên xe đâu có gì đâu quý vị. Trời ơi sao dám suy nghĩ được cái gì, trong túi không có tiền, xuống đây không quen ai gì chứ, nó rồi đâu có được đặc trách gì đâu, mình thấy rồi xong luôn. Nó đi vô chùa tu quẩn chúng cũng được ngon ngon tung tăng rồi chút đỉnh, giờ cuối cùng cắt chức đâu quản chúng được nữa đâu, không có tiền luôn. Nó rồi đưa mấy bà già xí cầu que đi theo, làm được gì, thấy không? Thấy te tu với một số anh em hồi xưa mà nó thiệt chứ, mấy ổng bị đê đưa theo mình. Quý vị thiệt á, hồi xưa do nhăn mình nhặn sao người ta lựa ra người ta đưa đi theo mình. Thôi chịu thua, kiểu này chết mồ luôn. Kiểu này không có cửa, không có cơ hội gì luôn, thấy không?
Cũng vì đi đến cái mức mà chủng nhất. Thì giờ những đức nói, những đức bây giờ mày không quặt người lên thì ai quặt cho mày? Nên những đức giống như chỉ có cái mạng thôi. Bây giờ mình không liều thì ai liều cho mình? Nhờ liều, nhờ liều thành công. Tại vì có cái mạng mà quý vị, có cái mạng mà không có tiền, không có danh, không có gì chứ, thì có chết cũng có cái mạng, không có gì để mắc, nên liều luôn. Một là thành công, hai là tiêu, vậy thôi, chứ không có gì thất bại chứ. Hiểu không? Vậy đó mà thành công. Nó quý vị biết cái người có được cái thành công mà trải những cái cuộc đời như mình, nó mới cảm thấy là một cái công, cái câu chuyện để kể mà thấy đặc biệt, quý vị thấy không? Câu chuyện kể mà thấy đặc biệt, nó giống như chuyện trong phim vậy đó. Gan chuyện trong phim cho mình là như chuyện trong phim, ngộ vậy đó. Nên những đức mà nếu ai mà đóng bộ phim cũng hay, nó đi công đoạn hay lắm quý vị. Từ khi còn nhỏ sao câu chuyện kể á, kể từng lề lớp rõ ràng, nó từng khớp vậy đó, nó lạ lắm. Mà sau này như đức đi tu, như đức mới thấy cái bà sư phụ mà dạy nấu ăn như đức cũng gì, bả cũng không phải tầm thường, nó thiệt luôn. Nếu không có bả thì những đức không có ngày hôm nay. Mà mình không có ngờ rằng bây giờ mình đi tu mình mới biết được cái chuyện đó. Không có bả, không có mình ngày hôm nay. Thì bả rèn những đức 4 năm mà chữ kinh khủng luôn. Bởi vì cái mặt như đức ai mà chữ mà thấm tiếc gì nữa, vì chữ bị chữ dữ quá trở thành cao thủ rồi. Thì giống như bà chữ là giống như mỗi ngày, và bà giống như bà phóng tên. Bà sư phụ như đức ngày xưa, bà chữ là giống như mỗi ngày phóng tên đó quý vị. Phóng sẹt. Ban đầu là phóng là mặt mày thẹo dít tùm lum, nhưng bà phóng giết rồi như đức có khả năng né được. Phóng giết rồi như đức trở thành cao thủ né tên luôn á. Nó chưa thì bà rèn mình trong vòng 4 năm thành nghề luôn. Rồi một là mình thành nghề, mình có sự kiên nhẫn. Hai là bị chữ mà mình không còn bị mắc cỡ nữa. Chứ ban đầu mà mới bị chữ trước mặt người ta đồ mà trẻ trẻ, nó nhìn mình mắc cỡ vậy ơi. Trẻ trẻ mà gặp mà mình là nam mà mình bị chữ mà con gái đứng như vòng vòng nó nhìn là mắc cỡ lắm nha quý vị. Con quý vị thử đi, con trai á, mà quý vị la nó không có ai thôi, chứ la nó mà trước mặt bạn bè bạn gái đồ là nó bụp quý vị lại đó. Nó tức nó bụp lại chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu nghe. Cái tự ái, cái mắc cỡ đó nó ưa xanh thâm vậy đó. Vì mà ba lựa cái lúc mà trước mặt người ta đông đông được, ba chữ như đức không? Mình cự lựa bả thì mình đâu có sống nổi. Mình cố gắng, mình kìm nén, mình chịu đựng. Mà ba chữ giết rồi mình trở thành cao thủ luôn. Giết cái mặt mình không còn ăn thua gì trước mặt ai nữa. Mình không còn cái mặt trước mặt ai luôn. Ghê không? Rèn mình mà giết không còn cái mặt luôn. Đúng là ghê ghê. Không còn cái mặt. Đó. Khi mắc cái mặt rồi lúc đó những đức mới thành nghề. Còn cái mặt là không có học nghề được. Nên muốn học được cái nghề từ tu đời đạo cũng gì chứ, mắc cái mặt thì lúc đó mới thành được cái nghề. Thành đạt là do không có cái mặt ngã mạng. Không? Các vị nghe những đức chia sẻ thì để ý nha. Mấy câu quan trọng không đó, chuyện dẫn đâu nghe. Nên con người mà làm việc lớn, con người này phải bỏ cái mặt ngã mạng kia đi. Cái đặc sắc của quý vị là thành công vì sao? Người ta tính là tính vì sao, chứ người ta không có tính cái chuyện quý vị bị chữ, bị mắng gì đâu. Đây là kinh nghiệm rõ ràng, tôi nói hoài đó mà sao người ta vẫn phải nghe tôi. Thì rõ ràng rồi, vậy là cái lúc mình chưa được gì á, người ta chữ, người ta mắng, người ta đối xử với mình sao cũng được. Cái quan trọng của bạn là sau này bạn có thành công hay không. Cái này mới là cái quan trọng. Kết luận rồi bạn mới có câu chuyện kể cho người ta nghe. Đó, ví dụ như giờ mình làm dâu đi, mà mình bị mẹ chồng hiếp chữ mắng quá trời, nhưng mà sau này mẹ chồng thương, anh em thương, ai cũng thương, thì mình mới kể. Mình kể hồi xưa mình cũng bị làm dâu, cũng bị mẹ khó khăn, chữ mắng đắng đập đồ, bóp mũi bóp mỏ rồi phải làm đủ chuyện, đối xử tệ bạc anh chồng chị chồng rồi đủ chuyện để mà hà hiếp, mà mình kiên nhẫn mình chịu đựng, mà bây giờ được gia đình bên chồng thương yêu, ai cũng khen, ai cũng quý mến, thì mình mới kể được cho con cái nghe. Còn bây giờ mình vừa bị chữ cái là mình đòi ra riêng rồi, sau này mình đâu có kể được. Không lẽ mình kể với mấy đứa con dâu mình nói là mẹ hồi xưa về làm dâu nghe không, nói mẹ cái là ra riêng luôn. Rồi sau thì đứa con dâu cái nó nói mẹ vậy thì con cũng y rang luôn, mẹ mà nói con ra riêng á, cho biết thấy chưa, y rang quý vị. Giọt nước trước nhiễm sau, giọt nước sau nhiễm gì,
Đó thì mình phải kiên nhẫn thành công. Cái chỗ thành công là ngay cái chỗ quý vị khi cuối cùng. Thì cái đó là cái quan trọng. Bây giờ quý vị niệm Phật sao không biết, nhưng mà cái quan trọng là cuối đời Phật có đưa quý vị hay không. Này là cái quan trọng thôi. Còn cái lúc mà còn ở cõi này thì lúc thịnh lúc si, lúc được lúc mất, lúc làm thầy được làm thầy, lúc làm tớ được làm tớ, vậy thôi. Làm gì cũng được miễn mình giữ câu Phật hiệu thôi à. À, miễn sao mình tu thôi à. Cuối cuộc đời Phật trước là cái quan trọng, kết luận, đúng không? Cái là cái việc kết luận cuộc đời mình là ngay cái chỗ Phật trước mình. Chỉ có vậy thôi. Chứ bây giờ mình có màu mè xạo sự gì mà cuối đời Phật không trước mình cũng bằng không. Phật đâu có trước mình đâu mà nói dòng do gì. Thấy không? Nó, mình te tua. Nên mình tu sao tu, mình cố gắng, mình gầy dựng tính nguyện. Nên cái pháp môn tịnh độ này, cái hiện đời, cái quả báo là quý vị nghe nè. Nguyện 25, 26, 27 nè. Khi con thành Phật, chúng sanh mười phương nghe được tên con, thấy không? Phật A Di Đà ngài nói, chúng sanh mười phương nghe được tên ngài là tên A Di Đà Phật á. Hoặc Nam Mô A Di Đà Phật á. Vui vẻ tin ưa. Nghe mà vui vẻ tin ưa. Vừa nghe thôi, vui vẻ tin ưa liền vậy đó. Đó. Tôi cũng chưa được gì nè, nhưng mà tôi lại niệm Phật mới ghê chứ. Chưa đến nỗi vui vẻ, nhưng mà tôi phải niệm Phật chắc có vui vẻ đó. Không? Vô chùa tu tịnh độ là tôi niệm Phật luôn tới bây giờ đó. Không? Là không có thay đổi một chút gì mà càng ngày càng chiên đó nghe. Nó mà nghe danh hiệu Phật nghe không? Vui vẻ tin ưa. Nên có những người hỏi, dạ thưa thầy, mỗi lần con tụng kinh Vô Lượng Thọ hay con niệm Phật thì tự nhiên sao người con răng 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 lên dữ thật. Ốc ác nổi cùng cục, những đức nói chắc nó sắp sửa bị sốt. Cái ý bà hỏi là không phải nói câu đó đâu quý vị ơi. Bà muốn hỏi gì là ý bà là thiện căn sao? Còn bà có cảm ứng gì với bà hỏi là hỏi cái đó đó. Mình hiểu cái tâm mấy bà. Mình nói là chắc cô sắp sửa bị cảm xúc quá đó. Chặt cái bà một phát. Thì bà yêu cu. Chứ bây giờ quý vị nói mà thiện căn cô không đơn giản. Cái người mà niệm Phật mình niệm lên ốc ác nó nổi lên rằng răng là cô tụng kinh Vô Lượng Thọ cô nghe Phật nói chưa? Thiện căn người này cảm ứng với Phật. Bà về bà tung tăng, bà nhảy múa, bà đi phe tùm lum. Mày mốt bà không có nữa, bà nói đổ thừa cái pháp tu. Thấy không? Thôi bà cứ tu bình thường đi. Nó rằng gì kỹ mồ đó. Cái bà mệt tí ghê, cứ đòi đặt rằng hoài. Đâu phải rằng hoài chứ trời. Nếu hồi đó có cái bà đó, bà cũng hỏi gì thì những đức dựa vô kinh Vô Lượng Thọ nó nói tiền căn. Tiền căn sâu vậy. Cái bà cứ canh là sao mà bây giờ bà lại hỏi nữa nó vậy. Từ khi nói với thầy tới giờ. Niệm Phật nó hết rằng rằng. Nói cô sao cứ đâu mà đòi rằng rằng hoài thật. Lâu lâu rằng rằng cái thôi chứ bà gì đâu mà đòi rằng rằng hoài ấy. Phật ở dưới đà ngày cũng bận biểu chứ đâu mà cảm ứng rằng rằng ở đâu hoài chứ trời. Thấy chưa? Sau này mình kinh nghiệm mình trả lời nó chắc là thời tiết lạnh lẽo chắc nó cũng cảm xúc vậy nói ốc mình. Chứ hoặc là đang niệm Phật mà hương linh xung quanh đông quá. Phần âm mà âm thì lạnh. Nên khi mà niệm quá phần âm đã lỡ ta tu đông xung quanh quá. Nên nổi ốc rần rần lên. Cô cố gắng niệm Phật, thấy không? Đó nên gọi là nó là nghe danh hiệu Ai với Đạo Phật mà vui vẻ tin ưa. Lễ bái quy y. Lễ bái là mình lễ Phật mỗi ngày đó. Mình lễ Phật mỗi ngày là mình quy y rồi đó. Nên có người hỏi như Đức là dạ thưa thầy, con Phật tử ở xa, nghe giảng pháp cũng hiểu một phần nào, xin thỉnh hỏi thầy là con chưa quy y Tam Bảo mà tín nguyện niệm Phật, Phật có rước không? Phật có rước không quý vị? Không có chứ. Không? Chúng ta thí dụ như quy y với một vị thầy ở thế gian này cũng là đại diện để mình quy y với Phật Pháp Tăng thôi. Không? Bây giờ Phật là Phật A Di Đà đi, hoặc là Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Mình niệm A Di Đà Phật, Phật là Phật A Di Đà. Pháp á,
là giờ mình tu pháp môn Tịnh Độ, tăng là Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí. Nó thấy chưa? Sự quy y của mình á. Còn đại diện tăng đoàn thì họ làm lễ quy y cho mình cũng được. Nhưng cái quan trọng là mình y quy y với cái giáo pháp mà Đức Thích Ca Mâu Ni người chỉ dạy. Mà Ngài nói cái thờ mạt pháp là niệm Phật thành tựu, mình quy y với cái giáo pháp đó. Rồi mỗi ngày mình nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, rồi mình lễ bái là lễ A Di Đà Phật, chiên một câu A Di Đà Phật. Nó giống như cái câu chuyện mà cái bà cụ này, bà viết Phật pháp, bà cứ đi lễ bái lễ thần lễ thánh để lễ đụng đâu lễ đó, cầu xin tùm lum. Khi mà con trai bà cứ được con dâu, mà đứa con dâu này đến đây chiên tu Tịnh Độ, nói thôi mẹ từ hôm nay đừng có đi lễ ở đâu dòng do Tam Quốc, mẹ cứ ở nhà con lập cái ngôi Tam Bảo, mẹ cứ lễ một A Di Đà Phật, niệm một A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc thôi. Mà người mẹ chồng cũng có thiện căn dày, nghe đứa con dâu dạy cái bà nghe liền, bà từ đó về sau không đi đâu bà lo bà niệm Phật không, chuyên một câu Phật hiệu luôn. Thì một ngày nọ buổi sáng ăn cơm, gia đình ăn cơm chung, thì bắt đầu bà nói rằng thôi bây giờ các con trai con dâu cháu đồ ăn trước đi, mẹ đi tắm. Thì gia đình con cháu cũng có hiếu chờ mẹ ra để ăn cơm chung. Thì thấy mẹ đi tắm mà lâu quá, thằng con trai vô coi coi mẹ tắm mà sao lâu chứ. Thì vô coi một cái thì thấy tắm xong đi đâu mất tiêu. Xong lên cái phòng thờ Phật á, lên thì thấy bà Đức đứng kêu mẹ, mẹ ra ăn cơm mẹ ô. Bà đứng im gù. Xong lỡ coi thì bà giảng sanh, đứng giảng sanh. Thấy không? Rồi đứng mà giảng sanh. Đó là lòng tin trong sạch đó quý vị. Lòng tin trong sạch dạy là niệm Phật niệm luôn, lòng tin trong sạch. Thì coi lỡ tủ bà thì bà nào là bà mai tang phục con trai, con dâu, cháu, bà làm sẵn hết trơn, ghi tên luôn. Rồi đứng giảng sanh luôn. Một câu Phật hiệu mà lòng tin trong sạch mà thành tựu con đường giảng sanh thù thắng gì quý vị nghĩ. Đặc biệt cỡ nào chưa? Nên từ nơi đó mà mình chỉ cần nghe cái câu mà gọi là lễ bái quy y. Bây giờ mình chưa được quy y một vị thầy nào, nhưng mà mình lễ Phật, mình cầu sanh cực lạc là mình quy y với Phật Pháp Tăng rồi đó quý vị. Nhớ kỹ là mình đã niệm Phật, mình lễ Phật, đã là lễ Phật là quy Phật. Mà đã là quy Phật thì mình quy cái Pháp của Phật rồi. Mà mình đã quy cái Pháp của Phật này, mình đã quy Tăng luôn còn gì. Tuy ba nhưng thật sự là một đó quý vị. Tuy ba nhưng một. Đem tâm thanh tịnh tu hạnh Bồ Đề. Cái tâm thanh tịnh là tinh Tịnh Độ mà không có chút nghi là thanh tịnh. Nghĩa từ khi nghe Pháp môn Tịnh Độ mà tin mà niệm có Phật hiệu này, cả đời không thối tâm là lòng tin thanh tịnh đó quý vị. Đúng không? Đó. Nên Đại Lão Hòa Thượng Ngài Thích Minh Thông Tuyên Lược Sư Ngài nói một câu. Hồi đó tôi cũng nghe nhiều người giảng về Tịnh Độ mà tôi thấy tôi không có phần. Nhưng từ khi đọc quyển sách của Ngài Thiện Đạo Đại Sư Bổ Nguyện, của Ngài Thiện Đạo Đại Sư á, thì Ngài nói rằng tôi thấy tôi có phần. Vì cái câu nhất tâm có nhiều người giảng, tôi nghe tôi thấy tôi không có phần. Cái cảnh giới của nhất tâm cao quá, tôi thấy tôi làm được. Nhưng mà sau này Ngài Thiện Đạo Đại Sư Ngài giảng về cảnh giới nhất tâm, tôi thấy tôi làm được. Nhất tâm là một câu Phật hiệu, khi mình nghe mình tin mình niệm, mình không có chút gì nghi. Còn nghe pháp này pháp kia mà mình không dao động, gọi là không loạn. Nhất tâm không loạn là một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng. Dù nghe ai nói gì, ai khen ai chê gì, mình vẫn niệm Phật, không có một chút gì dao động, gọi là không loạn. Nhất tâm không loạn là một câu Phật hiệu niệm đến cùng à, cả đời luôn. Còn vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ. Mà khi bị làm được cái trình độ để bị lên lễ Phật, bị tu thì phải re. Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, vì cứ lo niệm Phật đi, thì thử đi, tu phải re. Tu mà ngon lành luôn. Lâu lâu vọng tưởng lên cái thôi là tự nhiên quay cái tâm cấp kỳ. Cấp kỳ luôn, vì sao? Vì càng không chấp thì nó càng bỏ đi bớt. Càng không chấp thì nó càng bỏ đi bớt. Mà mình càng muốn dẹp nó thì mình càng nghĩ đến nó. Mà càng nghĩ đến nó thì nó càng lỡ đông nó. Nên từ nơi đó mình càng muốn giết thì nó càng nhiều. Mình càng giết thì càng nhiều. Vì nhớ kỹ nghe, càng giết thì càng nhiều. Nên con người mình chỉ có cái là để nó tự sanh tự diệt là hay nhất. Để theo quy luật tự nhiên tự sanh tự diệt.
Như Đức nói vị nghe 100% luôn. Bây giờ vị có chồng mà ông chồng ông có chửi mắng, ông đánh đập, ông đối xử tệ bạc, hành hạ vị cỡ nào, quý vị mà chỉ cần niệm Phật, quý vị đừng có bao giờ buồn trách ổng đi. Bảo đảm 100% quý vị, nếu món nợ mà quý vị thờ thiếu ổng 3 đời, thì nếu quý vị làm được điều đó trong vòng 3 năm trả nợ xong. 3 năm thôi trả nợ 3 đời đó, quý vị biết đó, có giỡn đâu. Trả sạch sẽ luôn, đừng có buồn trách gì hết trơn á. Thiếu nợ mà buồn trách cái gì? Thiếu nợ buồn trách gì kỳ trời, hiểu không? Nó nên đem tâm thanh tịnh tu hạnh bồ đề, là niệm Phật cầu sanh cực lạc là tu hạnh bồ đề, giảng sanh cực lạc là làm Phật. Bồ đề tâm kiên cố cũng từ về cực lạc mới kiên cố nổi. Mà ở cõi ta bà này muốn bồ đề tâm kiên cố thì chỉ có một câu Phật hiệu mới giữ được bồ đề tâm, đó là bổ nguyện. Tu cái pháp nhị lực là pháp môn tịnh độ này, là cái pháp môn mà bồ đề tâm kiên cố này, không có cách nào bằng cách niệm Phật đâu, chắc chắn luôn, thấy không? Tu hạnh bồ đề thì tất cả chờ, chờ nè, tất cả chờ là tất cả trên chờ, người trên chờ, thấy không? Người là tất cả loài người, chờ người đều tôn kinh, thấy không? Đó, quý vị niệm Phật đó, tu hạnh bồ đề cầu sanh cực lạc, tín nguyện kiên cố là chờ, là tất cả trên chờ, ngươi là tất cả các loài người đều tôn kinh. Kinh thiệt. Rõ ràng. Thấy rõ ràng, quý vị để ý nè. Cái bữa Vu Lan quý vị nhớ không? Vu Lan ở đây nha, nha ở đây. Đây nè. Ga giảng pháp. Chuyển mưa. Kéo. Bữa đó ai mà nói mà không mưa, nó mưa liên tục mà bây giờ chuyển cái ầm đen thui mà không mưa gì nè. Rồi xong mà mình ra ngoài mình thấy anh Thanh, người ta đem nguyên cái dàn âm thanh lên, mình ước mình còn đi thay đồ được, âm thanh ảnh ước ảnh còn không sợ. Mình sợ gì? Sợ gì? Mình sợ là mình nhát quá, đúng không? Mình tính ra bây giờ mình cũng gan. Âm thanh người ta còn dám để ngoài mưa, mình sợ gì mình? Lỡ lên lưng cọp rồi nhảy xuống cọp nó cũng vết thôi. Mình liều mạng luôn, mình sợ gì nữa. Bước ra nghe, trong tâm của đó mình thật sự mình cầu nguyện nghe. Bữa nay tu hành tụng kinh giảng pháp ở ngoài trước này. Bây giờ thằng mưa, thằng gió, thằng sấm, thằng sét chuyển điểm khác mà mưa. Trong lòng mình nói gì rõ ràng, bữa đó những đứa nói rõ ràng mà quý vị. Nó, các ngài đừng có mưa ở đây. Mà tổ chuyển đen kịnh vậy mà bây giờ không cho các ngài mưa cũng không phải dễ chịu đâu quý vị. Ừ, giống như nước rồi nó đem về sẵn hết rồi. Còn bây giờ không mưa rồi giác nặng thấy mồ. Đâu có dễ chịu đâu quý vị. Bây giờ chỉ cần mở có thể mua ào ào xuống liền chỗ này, đúng không? Nhưng mà giờ mình nói vậy cũng có tình có lý. Ta đang ngồi tụng kinh của Phật mà, phải không? Mình bữa nay ông này ông nói xin đừng có cho mưa đây. Giờ sao? Người ta thiện tâm vì chúng sanh mà sao mà mưa được, phải không? Quý vị thấy đó, lâm râm dài hột có mưa đâu. Rõ ràng luôn, dài hột không có mưa. Nhưng mà vừa lễ Phật xong đi về nghe quý vị. Giữa đường mưa quá trời mưa luôn quý vị ơi. Nói trời, đúng là cảm với trời đất gia hộ rõ ràng, đúng không? Không, mình nhắc lại thôi quý vị. Còn sau này chuyện gì sau này kệ nó. Còn bây giờ việc qua rồi mình nhắc lại chơi. Nghe tính tâm chơi, đúng không? Nó quý vị để ý đó nghe. Khi qua bên hộ pháp quý vị để ý nghe. Để ý cái lời nói á. Qua hộ pháp mà nó bây giờ giảng pháp, tụng kinh mà mưa là ướt hết. Nhưng mà vừa tụng kinh xong sao trong linh tính những đức. Cái lúc những đức tụng kinh những đức đã có linh tính là một chút mưa. Kỳ cục nó à, mình có linh tính là chắc chắn một chút mưa là chắc chắn luôn á. Thôi vừa tụng kinh xong mình kêu dẹp kinh liền, thấy chưa? Chứ thường là mấy chú qua đây kinh thí đó tới chiều chiều tới tối mới dọn. Mình kêu dọn kinh đem vô đi. Kéo mũ xếp lại bên mà không có người ngồi á. Xếp và để chút mưa ướt cái chân dơ dữ lắm, giặt cực. Hiểu không? Đó. Rõ ràng chưa, cái giờ lễ Phật mà nói bữa nay á, chờ mà mưa con cũng lễ Phật nữa, mưa thiệt. Thấy rõ ràng không? Bữa đó gì nó nói mà. Nay chờ mưa con cũng lễ Phật ngoài mưa luôn.
thì ông chờ ông coi coi thằng này nó nói nó có lễ Phật không. Hồi đó giờ có ai lễ Phật ngoài mưa đâu, ít lắm. Có cái tổ chức nào mà lễ Phật mà nguyên một vàng người đông vậy mà lễ ngoài mưa đâu. Hồi xưa giờ vì chưa từng thấy luôn á. Chờ chỉ mưa ai mà dám ra ngoài tổ chức mà mưa. Nó nên từ nơi đó vậy biết rằng đó. Mà bữa đó mình nói rằng bây giờ bữa nay á, giảng pháp lễ Phật xong mà trời mưa con cũng lễ ngoài mưa nữa. Bây giờ anh Thanh chịu không? Nói là thầy chịu đi con làm. Thấy không? Rõ ràng không? Mưa đó thì thấy chưa? Mưa rầm rầm. Nó ướt y được hết trơn. Mà bữa lễ Phật nó đúng là ấn tượng nha. Lễ Phật ấn tượng. Không phải đơn giản. Nó thấy không? Rõ ràng mình thấy chưa? Chờ người đều cung kính quý mến người niệm Phật, phát tâm cầu sanh cực lạc. Đó, rõ ràng cái câu này không? Đó. Tu hạnh Bồ đề là niệm Phật cầu sanh cực lạc, chờ người đều tôn kính. Nếu ai nghe được danh hiệu của con thì khi mạng chung sanh nhà tôn quý. Nghe thôi đó, chưa cầu sanh cực lạc. Mà nghe danh hiệu A Di Đà Phật thôi đó, mà khi chết á, cái người này á, mà họ không có cầu sanh cực lạc, mà họ nghe danh hiệu Phật khi họ chết á, họ sanh vào nhà tôn quý. Các căn đầy đủ, thường tu thắng hạnh. Cái danh hiệu Phật quý vị thấy thù thắng chưa? Nên bây giờ bị đeo máy niệm Phật như Đức khuyên quý vị á, buôn bán cái gì để ngay chăng cái chỗ buôn bán á. Bây giờ mua cái tivi để ngay chăng cái chỗ bán tạp hóa hay bán hộp é hay bán cà phê gì đó, để cái tivi bật cái điệu hộ niệm, nguyên một cái dàn người ngồi hộ niệm đó đó bật lên để cho thấy trời niệm Phật đông thế ghê trời. Nó sợ, nó thấy nhiều người niệm Phật quá nó ớn, nó không có dám nói tầm bậy, hiểu chưa? Nó trời, nhiều người niệm Phật mà sợ ma cái gì, đâu phải có mình niệm đâu, quá trời người ta đông ngồi, người ta nghiện ngồi niệm kia. Đúng không? Thì tự nhiên nó cái phong một tình độ này đặc biệt nghe, nhiều người niệm Phật mình phải niệm theo nghe. Lấy cái tivi bật lên, để ngay chăng cái quán cà phê á, ngay cái quán bán hộp é, cái tiệm giải, cái tiệm bán đồ ngũ cốc hay bán đồ này đồ kia đó, để nó cái tivi á, để cho nó coi, nó thấy cái điệu hộ niệm, nhiều người ngồi niệm Phật, nghe câu Phật hiệu. Mỗi lần đến nó nghe, nghe viết bị cảm hóa. Nó nghe viết nó khơi dậy thiện duyên của vô lượng kiếp. Có những người tự nhiên ta đi ngang chùa mà ta nghe câu Phật hiệu, người ta vô chùa tu luôn. Là cái duyên nhiều đời nhiều kiếp của người ta là tu, nhưng mà bây giờ chưa có cái gì khơi dậy, chưa có gì khơi dậy lại cái thiện duyên đó. Giống như nhiều cái người nào học võ 3-4 năm về trước, mà 50 năm sau chỉ cần mà người ta múa cái đường võ đó trước mặt họ thôi là họ nhớ lại cái môn võ đó liền. Nhưng mà không ai múa thì họ không nghĩ tới nữa, nhưng mà có người múa một cái là họ nghĩ tới cái môn võ đó. Thì cái người này niệm Phật vô lượng kiếp mà bây giờ nó bị cái ảo ảnh của trần gian này, cái nghiệp trước nó phủ lấp một chút, mà bây giờ câu Phật hiệu mình bật lên người ta nghe, người ta nghe một cái thì cái thiện duyên nó nằm bên dưới á, là câu Phật hiệu á, là bắt đầu là nó đột phá cái vết màng che lại, đột phá xuyên ngang, rồi bắt đầu là nó tiếp nhận Phật pháp, thiện duyên phát triển từ đó mà tu. Hiểu không? Này giảng này quan trọng lắm, không phải giỡn đâu nghe. Đó. Nên cái việc á, mà bồi dưỡng thiện căn là hay. Quý vị mỗi ngày mà nghe những đức chia sẻ hai cái bài chia sẻ mà câu ai vật niệm đến cùng quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc, và mỗi ngày nghe pháp đó là quý vị đang được bồi dưỡng thiện duyên, nó nuôi thiện căn quý vị đó. Cái cách đó là cái cách bây giờ ít ai làm mà đó, người ta ít ai giảng với vị nghe làm sao nuôi dưỡng thiện căn với vị bồ đề tâm quý vị được. Mà những đức quý vị thấy á, tại sao mà những đức chia sẻ tịnh độ mà sao những đức không giảng một bài đề giảng hoài đi, chỉ có hai đề kia làm gốc, còn những đề khác những đức cứ càng ngày quý vị để ý những cái đề chia sẻ như đức toàn là đề nhân sinh không, vì lấy nhân sinh để dẫn nhân sinh vô mà bên trong là thật chắc để đột phá. Chứ bây giờ mình lấy cái đề giảng sanh cực lạc rồi cái đề mà toàn là niệm Phật giảng sanh tiêu nghiệp chướng đồ này kia hoài, nó giết nhàm. Bây giờ từ mình giảng những cái đề nhân sinh, cái đề gia đình, tại gia đình nhiều quá
Ta nghe cái nó kéo vô, nó nghe thử, nó tức quá nó nghe hết bài này coi gia đình sao, dính luôn. Đúng không? Đó. Nên cái đề chia sẻ của mình nhân sinh á, giống như bây giờ nghe cái đề cũng muốn nghe cái nội dung nữa. Hiện đời địa Phật quả báo như thế nào? Mấy cái tên nó nóng mũi nó tức. Nghe thử coi hiện đời địa Phật quả báo sao? Phái cái quả báo lắm mấy vị ơi. Nó coi quả báo gì nè, nghe thử coi có cái gì, tiền bạc vàng bạc châu báu. Nó nghe nhào vô nghe liền à. Đó, nó vô nó nghe nó mới dính. Đó, đó là cái đề thu hút. Nên quý vị thấy như Đức vừa ưa đưa những cái đề quan trọng, nhưng mà nội dung cũng không tệ đâu. Nghe một cái đi là nó có sự cởi mở. Quý vị đi đến đây quý vị nghe này thấy không? Nó rõ ràng là nó có cảm giác mà nó an lạc cái tâm của mình. Nó an lạc cái tâm của mình, nó tự tại chứ đâu vậy. Ủa sao cái đồng hồ ở đây 9:10 mà cái đồng hồ kia 9:30 là sao ta? 9:30 phải không? Bởi vì tôi nói giảng nãy giờ mà sao có 9:10. Ngộ ghê. Đúng không? Đồng hồ đó đúng đó, 9:30 đó. Chứ nãy giờ làm gì mà giảng có 40 phút. Nãy giờ giảng lâu lắm, giỡn đâu phải không? Hiểu không? Nên cái danh hiệu Phật quý vị giúp cho người ta nghe thôi. Mà ta sanh gia đình tôn quý, các căn đầy đủ là không có tật. Thường tu tấn hạnh là niệm Phật. Đặc biệt chưa? Hiểu không? Đó. Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ là pháp môn số 1. Cái pháp môn mà cõi chờ phải chăn quý. Vì cõi chờ thời gian ta dài lắm rồi. Cái người ở trên chờ á, người ta sống thọ lâu lắm rồi. Từ thời của Đức Phật còn tại thế bây giờ có nhiều người trên chờ người ta đã biết Phật. Nhưng chứ người ta biết Phật. Nên cõi chờ á, người ta có thần thông. Nên người ta biết cái pháp tu nào chúng sanh sẽ được lợi ích thù thắng. Nên khi nơi nào mà tu tịnh độ, người trên chờ người ta cũng phải hộ trì. Vì nếu mà nhiều người niệm Phật, nhiều người tu gia đình thờ ngôi Tam Bảo mà hiền lành đàng hoàng, cái nhân sinh này mà được tốt thì cõi trời cũng bình yên. Mấy vị thằng mà đi giám sát đồ cũng đỡ công việc một chút, có thời gian mình nghe coi hàng Nga múa hát. Chứ nếu như mà bây giờ mà bận quá thời gian đâu, người ta mở hội bằng đào đồ quá trời trên, mà bây giờ bận biểu đi giám sát ở nhân gian hoài, tối ngày đi lang thang ở dưới đây, mà từ ở trên cõi chờ mà đi xuống dưới đây quý vị biết kẹt quá mới đi xuống đây. Cái sự trần cấu mà ô nhiễm cái cõi đời nó nặng nề, mà người cõi chờ xuống đây cái mùi hôi chịu không nổi. Tại vì cõi chờ phước báo hơn, sạch sẽ hơn, mà cái nơi quá sạch sẽ mà bây giờ đi xuống dưới cõi đời ô uế thì nó hôi quá chịu đâu có nổi. Mình ở đây tại mình ngửi mùi hôi quen với mình đồng nghiệp, mình gặn nhau mình thấy còn thơm thơm. Cái người trên chợ mà gặp mình ớn thế mù. Cho mày biết ở cái người trên chợ ta gặp mình ta ớn lắm á. Cái người cõi chờ người ta đâu đến nổi dơ như mình đâu. Các vị biết rằng cái loại nước ở trên chờ người ta uống thôi, nước người ta đó là quá tốt rồi. Nó cái trái đào mà ăn ra mà tuổi thọ người ta cũng tăng lên. Nó có nhiều loại bổ bối ở trên cõi chờ, nó đặc biệt hơn đây lắm. Còn vàng bạc châu báu ở trên cõi chờ cũng tốt hơn đây, nhiều hơn đây. Tại vì cái quốc độ phước báo lớn hơn nó, nên nó, tam đồ ác đạo nó, lục đạo luân hồi. Tam đồ thì tệ quá, sao bằng cõi người? Mà cõi người mình nó làm sao bằng cõi chờ? Nó không nên cõi chờ và Atula, cõi Atula cũng được. Có cái hơi săn hẳn chút thôi. nên đi biết. Nó mà người nữ Atula đẹp lắm á nha. Không có chuyện giỡn đâu. Người nữ Atula đẹp lắm. Nên quý vị biết sao mà người nam Atula mà ưa đụng chạm với cõi chờ Atula không? Tại vì người nữ cõi Atula quá đẹp, mà người nam cõi chờ dục giới lại quá đẹp, mà người nam Atula lại xấu. Thì vì biết là nữ thì ta thích nam đẹp, mà cái quốc độ của mình mà lại nam xấu mà nữ đẹp, thì mấy cái bà nữ Atula mới bảo phái cõi chờ dục giới người nam ở đó. Nên từ nơi đó mà người nam Atula tức xách kiếm lên gũ lộn qua. Đâu võ coi, tôi nhìn xấu chứ mà bản lãnh tôi cũng không thua gì mấy ổng đâu nghe.
no cái tay sự tranh đấu á. Nên mình đi đến chùa mình tu á, mà thấy người ta thắp một cây nhang mình thắp hai cây, mình thấy người ta thắp hai cây nhang mình thắp ba cây, thấy người ta cúng dường 10.000 cúng 20, thấy người ta cúng 30 mình cúng 50, mà thấy đi tu chung chung nhau giàu giàu á, thầy gia rồi đó, thấy cúng cho ông thầy 50 triệu cúng 60 cho vị. Bữa nay gì mà chở xe ông thầy đi xe này ha, tôi mua xe xịn chở thầy đi nè cho bà biết. Mà rủ thầy lại chùa, tôi rủ là ở nhà luôn, bãi thầy ăn uống luôn nè, mơ thầy ở nhà ngủ đêm luôn nè cho bà biết. Thử cái bà bằng tôi không, chơi hơn tôi á, có không? Có đó, thì tôi cũng có cái người này luôn á quý vị, không được dạy là có. À, nhưng mà có những người có bản lãnh dữ dằn thì lấy mê dạy mê. Còn mình á, mà không có khả năng lấy mê dạy mê là mình thành bị đi luôn. Cho mà biết, đừng nói chuyện dẫn chơi, cái chuyện lấy mê dạy mê nó không có đơn giản đâu. Người phải có bản lãnh cực kỳ cao mà ở trong mê hoặc đi, độ người mê hoặc. Vì biết ai không? Bồ Tát Quán Thế Âm mới làm được điều đó. Chưa? À, Bồ Tát Quán Thế Âm ngày gần bên cạnh Phật A Di Đà, ngày hộ trì ngài để độ chúng sanh. Là vì cái bổn nguyện độ sanh của ngài giúp chúng sanh, mà chúng sanh lại thích Bồ Tát Quán Thế Âm, nên ngài đi đến cái quốc độ nào người ta cũng thích. Đi vào cõi quỷ thì ngài là chú quỷ, ngài là cao thủ, nên những loài quỷ kia phải sợ Bồ Tát Quán Thế Âm, nghe lời ngài dạy. Ngài mới dẫn dắt người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Ngài đi vào loài súc sanh thì ngài là chúa súc sanh, vô loài kiến thì ngài là chúa kiến, vô loài trùng ngài là chúa trùng. Cái bổn nguyện của ngài đi đến đâu là chúa ơi cõi đó đó, cái loài đó đó. Mà ngài từ bi nên người ta đi theo ngài, từ là ban vui, bi là cứu khổ. Ngài thương yêu người ta, người ta đi theo ngài, theo ngài, ngài dạy người ta mới nghe, nghe rồi ngài mới kêu người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc đó, đặc biệt không? Nên quý vị thấy tại sao mà hình tượng Bồ Tát Quán Thế Âm mà ở cõi Diêm Phù Đề chúng sanh đã thích. Tại vì cái nguyện cứu độ của ngài dữ lắm. Cái nguyện của Đại Thế Chí không đơn giản đâu nghe. Đại Thế Chí Bồ Tát mà ngài bước đến cái quốc độ một cái là chấn động tam thiên đại thiên thế giới, vì nó chuyện dẫn chơi hả? Cái nguyện Đại Thế Chí Bồ Tát dữ dằn lắm á. Nhưng mà do gì cái sự chuyên nhất niệm Phật quá. Còn Bồ Tát Quán Thế Âm thì cái nguyện nhân sinh, nên chúng sanh người ta kết Bồ Tát Quán Thế Âm vì nhân sinh nhiều á. Còn Bồ Tát Đại Thế Chí thì chuyên nhất niệm Phật à, để cầu sanh cực lạc, trí tuệ mà à, nên từ nơi đó mình nguyên lý mình phải nắm được một phần nào. Nên quý vị thấy nói vòng vòng mà đưa vô tịnh độ, quý vị thấy nó ngon chưa? Có giáp không? Thấy không? Câu vật hiệu không phải đơn giản đâu nghe quý vị. Đó, quý vị nghe vậy quý vị mới biết rằng nếu mà muốn có khả năng mà lấy mê độ mê thì cái người này không có đơn giản đâu. Người này phải dữ dằn lắm mới lấy mê độ mê. Nên có những người ta từ bi, người ta cũng gõ lên đầu quý vị vài cái, nhưng mà cái đó là người ta lấy mê, người ta độ mê chứ. Tại vì chúng sanh người ta thương mình quá, quá quý mình, nên người ta kêu mình gõ lên đầu người ta một cái, người ta mừng. Đã là mừng là gõ à. Tại vì sao? Chúng sanh vui vẻ, Bồ Tát hoan hỷ. Vậy thôi, mắc mát gì đâu. À, nó dụ như họ quý mình quá mà, người mình đụng vô lỗ tai họ, vô mặt họ, vô vai họ nhẹ cái thôi, họ đã quá mừng. Không mừng thì họ mừng thì mình giúp họ, gọi là lấy mê độ mê, rồi mới dạy họ từ từ, dẫn dắt họ, mới rèn luyện họ, mới chỉ dạy họ những điều đó. Không phải là cái pháp giải thoát mà đó là cái pháp phương tiện thôi. Nên đó là cái người phải có bản lãnh cực kỳ cao mới lấy mê dạy mê, và phải dạy người ta từ mê mà thành giác. Đúng vậy đó, là đúng rồi đó quý vị, không có sai, hiểu không? Còn nếu như mình đưa người ta vô cái mê luôn, mình làm cho người ta mê hoặc luôn để mình dụng lợi là mình sai, gán chịu thôi. Cái này là rõ ràng đó, nghe quý vị nghe hết trơn rồi đó. Ta nói rõ ràng hết trơn, nói như ban ngày vậy đó. Nói này ban ngày chứ đâu phải ban đêm. Hiểu không? Ta nói như ban ngày chứ mà. Ta nói chuyện nói ban ngày đang quay. Hiểu không? Ta giảng pháp đa bằng giảng ban ngày không? Chỉ có chùa, trong chùa nó bận quá, nó lấy bằng đêm nó giảng để mọi người tập trung lượt. Nên từ nơi đó mà nó nói rõ ràng, nó bạch tạc, dễ hiểu, dễ nghe, dễ áp dụng. Mà không chịu nghe, không chịu áp dụng thì gan chịu. Hiểu không? Đúng không? Không, nhà Đức nói thiệt nghe quý vị. Cái duyên nhà Đức cũng là cái duyên chia sẻ Phật Pháp. Cái Pháp trong bụng nhà Đức nó đầy, nhiều, trong tự tánh hiện lộ nhiều quá. Nên nói tha hồ mà nói tối ngày sáng đêm cũng nói được. Không rõ ràng, không có ai, không có mấy người gì đâu quý vị ô. Hiểu chưa?
Đây cũng là một cái phương pháp quý vị, lấy mê độ mê. Tại vì sao chúng sanh ít ai vậy, mình phải nói ra gì họ nghe, họ nghe, họ phải nghe. Ít gì mình theo ông thầy cũng phải có bản lãnh gì, vui vẻ, hoạt bát, rồi thông tình đạt lý, rồi nói chuyện rồi phải hay, đúng không? Thì tự nhiên mình mới thích nghe, chứ mình lên mình nghe ông thầy giảng mà thầy đánh giảng cái gì quên mất tiêu rồi, để thầy suy nghĩ lại coi. Mình nghe nó thôi, kêu thầy thầy giảng chán quá trời trời. Bữa nay giảng cái bà kia đi tu chung mà mắc cỡ quá. Ra cái bà kia mới đi bữa đầu tiên, nói bà đừng dụ tôi đi tu nữa nghe. Thầy nói chuyện gì đâu nghe thấy hết. Nói mình suy nghĩ từng câu, gặn từng chữ, nghe không được cái gì hết chứ. Nói đâu bên Tàu bên Tây không nghe được, hiểu cái gì câu gì đó. Bà nói mình quê quá nên đâu có dám rủ người ta đi tu. Còn tại sao quý vị mà rủ người ta đi tu, quý vị mạnh dạn lắm. Vì lỡ như Đức nói chuyện ầm ầm, nói ngon lành, đúng không? Nó nói xong mà ta chuẩn bị ta nấu cơm, chứ nấu cơm ta làm đồ ăn đặc biệt ở dưới xuống là đầy đủ đồ ăn được. Ban tổ chức sắp xếp ngồi đồ ngon lành ăn cơm. Chứ bây giờ mình rủ đi tu mà giảng pháp không giảng được, mà ăn cơm không có cơm, cái gì cũng có, lợi chùa than thở không, không dám rủ quý vị ơi. Từ khi mình hiểu mình đến không dám rủ người ta, mình rủ người ta lỡ nó nói mình chết. Cái bà đấy tới bà rủ tôi vậy, bà chửi bà luôn, tưởng nó bỏ nguyên buổi để được cái gì. Đến chỗ là trời thấy chưa được cái gì chứ mà tốn hết 50 ngàn. Nghỉ đi tu luôn quý vị ơi. Bởi vì mình phải là ông thầy phải có bản lãnh thì sao. Phật tử nó rủ người đi tu nó cũng yên tâm, nó cũng tự tin. Giống như bây giờ thứ bảy mỗi tuần mà không đi đến nó vừa. Đúng không? Thứ bảy mỗi tuần giờ mà không đến nó vừa tội. Tại vì sao? Nấu ăn sẵn hết chưa? Nào, lo lắng, vui vẻ. Vợ chồng với con lỡ chớ. Nghe chút xíu xíu nó lại hàng gắn chuyện vợ chồng càng càng hạnh phúc. Mà nghe những đạo lý hay. Rồi xong có món này món kia làm nước ngọt. Thì sao không đến? Có mát mát gì đâu mà sợ. Bây giờ ví dụ thứ bảy thì mình dặn vợ con mình đi quán ăn đồ này kia cũng tốn tiền. Mà tốn tiền không đâu được như trong chùa. Trong chùa vợ chồng đồ đi vòng vòng chùa đồ chứ. Chùa rộng mà, đi vòng vòng ngắm bông giấy đồ, nghe chim hót miễn phí. Vì thấy ngoài đời không, cái lòng chim mình chăm thấy mộ. Lâu lâu mình muốn nó hót lấy cây chọt chọt đó. Thấy ngoài đời người ta lấy cây chọt chọt chim, chim nhảy tới nhảy luôn, nó sợ quá nó kêu. Chứ không phải hót đâu quý vị ơi. Nó sợ quá nó kêu quý vị ơi. Tại mình lấy cây mình chọt nó mà. Lấy cây mình chọt 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 đó, nó sợ quá nó kêu. Chết 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 rồi nó kêu thôi đừng có chọt tôi. Vậy mà nói công nhận chim hót hay thiệt. Còn ở vô chùa mình có thấy không, bông giấy đồ này kia phi hết miễn phí, đâu có cần, không đâu có mua vé gì đâu, chùa mình không có vé gì đâu. Ví dụ như bây giờ hòa thượng xây bảo tháp, có cái bảo tháp nào mà mua vé lên thăm không, tham quan đâu có đâu. Vô chùa Đại Tùng Lâm đâu mua vé đâu, thấy không, vô chùa mới đâu có vé gì đâu. Vì vô đây tu tao còn nấu cơm chứ bị ăn mua vé gì tạm, hiểu không? À, thấy không? Ê, có bên hữu pháp, ví dụ như máy nghe pháp là đặt giùm chứ bị đem gì cho người ta. Vì tôi, con nào như Đức tặng, như Đức tặng. Hay rõ ràng không? Đâu có gì đâu. Nên có những người ta nhìn được một số nơi này kia. Chứ thật sự thì con cũng có những chỗ. Mà mình đi đến mình thấy nó bình yên, đặc biệt mà. Các vị đi đến đây thấy bình yên không? Bình yên mà. Bao nhiêu người già ta sống bình yên quá vàng luôn. Có bà cụ kia. Hầu khắp mới nhận quà. 45kg. 45kg. Nửa năm sau. 65kg. À dạ, 65kg luôn. Đứa con bước vô nhìn bà không biết. Kiếm mẹ đâu, mẹ đâu, mẹ tôi đâu. Nó thời gian lâu quá không thấy mẹ. Mẹ đâu rồi, mẹ ơi, mẹ. Rồi sao bà đứng kia quầy bà nói tao nè. Đứng đây nãy giờ bà kêu hoài. Ủa mày quên tao hả? Trời ơi mẹ, mẹ tôi bây giờ mập quá, trẻ quá. Mẹ ăn cái gì mà mập dữ vậy mẹ? Nó toàn đồ hũ với ăn cái gì vậy? Trời ơi,
ăn đậu hũ ăn chay bình thường, mà mập lên 20 kg, kinh chưa? 45 giờ 65 lên 20. Nó ngồi nói chuyện với bà, bà giảng bài pháp luôn. Thầy bây giờ bà nghe giảng pháp hoài, vô bà nghe giảng pháp hoài quý vị. Bây giờ bà giảng pháp luôn. Con bà hỏi mẹ sao mà giờ mà vô đây mập mà trắng trẻo mà trẻ trung vậy. Mẹ bà nói là cái tâm vui con, ngay cái tâm vui bình an, ngày nào cũng nghe thầy cũng chọc cừ vui quá nên không có còn nhớ con cháu nữa. Chứ hồi đó mới vô cũng nhớ lắm con, nhưng viết rồi cảm thấy mình có được hoàn cảnh gì mình chấp nhận, mình mừng. Chứ tại sao mình ở đây mà mình đi nhớ chỗ khác làm gì? Sống núi này mà trong nước khác, ăn cây này mà gào cây kia, nó nghĩa là ăn cây xài mà gào cây mít, không có đúng. Nên mấy bà nhớ, dù chồng mình là cái cốc cái ổi gì, nhưng đã là mình ăn cây cốc thì mình gào cây cốc. Hiểu không? Chứ mà đừng có mà gọi là ăn cái cốc mà xài cái sa khê nha. Đừng có gào sa khê, sa la. Ý là gì biết không? Có chồng đi vô nghe pháp, có chồng đi theo chồng, quý chồng, tôn trọng chồng. Chứ đừng có nghe ông thầy giảng mấy câu mà gào ông chồng, gào ông chồng mà mở ông thầy thu. Thấy không? Nó nghĩa là mình nghiêm với ông chồng, mà mình để gặp ông thầy là mình vui quá. Mình phải làm sao mình đem cái niềm vui khi mình học được ông thầy, mình đem về niềm vui đưa cho chồng, hiểu chưa? Đó, để thằng chồng nó thấy được là mình đi tu có kết quả, mình đi tu mà mình được lợi ích. Nó mỗi lần tôi đi tu viết mà tôi về mà ông thấy tôi vui vẻ ghê chưa, nó viết nó phái Phật pháp. Còn nếu như mà mình đi tu xong ở trong chùa mình về mà mình kênh kênh á, mình bực bội á, nó nói mày đi tu chi mà cái gì cái mặt mày như cái tấm thớt, chửi tè tu luôn, đừng có nói chuyện dân chơi. Mày vô chùa tao thấy mày cười hả hê mà, quay phim tao thấy mày cười lắm mà, mày về nhà sao mày không vui vẻ, mày làm gì, nhà này lo cho bao nhiêu năm nay không lẽ không bằng cái nơi mày mới đến sao? Không, dù cỡ nào đi chăng nữa cũng là một cái gia đình của mình phải làm sao cái từ trường gia đình mình nó tốt. Mình cứ phá hoại từ trường nhà mình không à, mình ở trong nhà nhiều mình phải tạo từ trường nhà mình cho tốt, để khi mình vô chùa mình trở về nhà mình thì từ trường nhà mình cũng tốt. Người vậy mới là người khôn. Không, còn trong nhà mình chưa học đạo kể người ta, còn bản thân mình phải gây dựng cái từ trường của gia đình mình cho tốt. Đó là một cái hành động đặc biệt, cái tâm lượng mình lớn nó bao trùm gia đình, giết độ cả gia đình chứ làm sao. Này quan trọng lắm đó nghe. Đó, chứ cái tính mà sống mà ăn cái nào mà ăn cái này mà gầy cái kia là không có được. Nó sống núi này trong núi nọ không có bao giờ thành công đâu. Cái nào phải chuyên nhất, cái nào phải nghiêm túc thì nó mới thành công. Sự thành công của những đức học pháp môn Tịnh độ này là do những đức có mục tiêu rất rõ ràng, chuẩn luôn, hướng dẫn vị chuyên luôn mới có cái sự thành công của ngày hôm nay. Nãy giờ mà nhìn mẹ Âm Nhiên đâu có biết bà đâu, ngồi trước mặt mà nãy giờ tưởng đâu nhỏ nào. Ừ, tưởng đâu nhỏ nào trẻ khô mà nhìn kỹ là ô mẹ Âm Nhiên mà ta. Nó là trẻ dữ trời, con trai đi tu. Ông Âm Nhiên bây giờ ông cũng đang nổi tiếng, giờ ông làm việc với hoa hậu được không? Tối ngày ca sĩ điện ông suốt luôn. Ca sĩ nổi tiếng không á, điện thoại cho ổng á, làm việc với người ta phim ảnh đồ đó. Bây giờ ổng sắp sửa ông mở một cái phòng phát hành. Giờ đang nổi tiếng dữ lắm. Nó có thằng con trai đi tu vậy bà cũng mừng, phải vui. Còn mấy nhỏ gái thì từ từ nó có chồng hết thôi. Thì tương lai bây giờ con trai mà có thằng con trai Út mà gì cũng được đó nha. Mà nói đi tu ngon. Tu ngon chứ không giỡn đâu. Ngon ngay chỗ nào? Ngon ngay cái chỗ nó phục vụ chúng sanh. Không phải làm thầy bà ai gì, nhưng mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Mình sanh ra đứa con để phục vụ chúng sanh mình thấy mình mừng. Chứ mà gặp mà mấy ông này hiền hiền của này mà đi có vợ cũng kẹt. Hiền quá, hiền quá mà gặp con vợ nó dữ. Nó khi mà nó cho hung một cái thôi,
nó bắt phải nó kêu phải làm cái này làm cái kia cho nó nè, mặt nó hôn cái sao bên đây chửi bà. Nó bắt đầu nó nghe lời nó chửi, thầy hiền quá quá gì nó kêu chửi bà chửi thiệt bây giờ nó. Tại vì ngộ lắm quý vị ơi. Ngoài đời bây giờ nhiều lắm, nhiều mà kiểu mà nghe lời vợ mà chửi cha mắng mẹ có không? Có, tôi nói vậy có thấy chưa. Nên con cái mà đi tu được là mình mừng, nhưng mà không có ép, muốn đi tu mình cho đi tu à, nó chọn đường của nó mà. Nên ai mà đi tu mình nói đi tu không có đơn giản nghe, không dễ đâu nghe. Được không? Đó vậy đó mà họ phát tâm đi tu là sau này họ không có đường quay về luôn á. Tại vì sao? Phải tu cho được chứ quay về gì. Còn mình kêu con mình đi tu, mình ép nó đi tu, có nó tu không được nó quay về, mấy đứa nó ừ rớt luôn. Còn mấy đứa mà mình cản là bộ mình cản, đi tu mình cản làm bộ á, cản nó muốn đi tu nè, dạ thưa cha mẹ con muốn đi tu không, đừng có đi tu con, tu cũng đơn giản đâu, ở nhà lo làm ăn đi con, cứ vợ có chồng đàng hoàng. Là bộ mình nói mấy câu thử coi sao, mình thí nghiệm đứa này nó quyết định cỡ nào. Nó không có đi tu nó không đi được nghe chứ, không đi tu nghe chưa. Nó vậy mà nó quyết tâm tới đi tu, lúc đó mình biết nó quyết tâm mà nó cái này là con đường con chọn nghe chưa, con đã chọn con đường này con đi tới cùng nghe. Nó nhà cửa là cha mẹ giải quyết sạch cho mấy đứa chị hết, mấy đứa anh em hết, không còn một cách nào cho con đi, là không còn một cách, không có con đường quay lại mà mắc cỡ chết mồ. Mờ chồm sớm láng riền rồi lại mờ dòng họ rồi đến làm cái lễ. Cái lễ mà gọi là con tôi đi tu. Rồi xong mình đứng lên mình nói mấy câu, mình nói nè, chồm sớm láng riền ớ, bà con dòng họ ớ, tôi sanh được một đứa con tên Đực. Chưa? Nên bây giờ nó quyết định nó đi tu. Bây giờ trước bà con chòm sớm, dòng họ, anh em, nó ra đi tu là do nó chọn con đường này, chứ không phải tôi ép nài con tôi. Nhưng mà con tôi nó lớn khôn, nó chọn con đường đi tu thì tôi chiều theo cái tâm của con tôi. Nhưng nhớ kỹ, đã đi tu thì phải tu cho tốt. Bây giờ chòm sớm, dòng họ ai cũng biết rồi, tu giữa chừng mà quay đầu về đây thì không có mặt mũi nào mà nhìn người ta đâu. Đó là đẩy thêm bước nữa cho nó thành công, hiểu không? Đẩy thêm bước nữa cho nó cố gắng luôn quý vị. Mà trên con đường tu mà chỉ cần kiên nhẫn cố gắng là thành công. Kiên nhẫn cố gắng là thành công liền chắc chắn luôn. Cái người mà tu không được là do người thiếu sự kiên nhẫn thôi quý vị. Chứ trong đạo mà quý vị yên tâm đi, Phật Bồ Tát quý vị chỉ cần có một cái tâm tu là Phật Bồ Tát sẽ đến độ quý vị. Đừng có lo. Trời ơi, quý vị ở đâu, cách xa cỡ nào, nơi không có chùa chiền gì hết, quý vị chỉ cần thật sự quỳ trước Phật, con muốn tu, con muốn giải thoát một đời này, nhưng con không biết cái pháp nào tu để được giải thoát, Phật chỉ con đi. Phát nguyện cho mạnh lên đi. 3 ngày sau có người chỉ quý vị. Giỡn đâu đó. Là duyên phù hợp, cảm ứng liền, tự nhiên đưa lối chỉ đường quý vị, tự nhiên gặp cái người đó dạy tu. Mà giỡn đâu nghe, phát tâm cho mạnh lên, đừng có lo. Chỉ cần có cái tâm tu, vì cái giáo pháp Đức Phật á, trụ thế gian 12.000 năm, cái sự hóa độ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là 12.000 năm, bây giờ chưa được 3.000 năm mà. Dù là ngày nhập Niết Bàn là theo cái quy luật nhân sinh mà ngày nhập Niết Bàn, chứ ngoài gọi là cái trí tuệ và pháp thân huệ mạng của ngài vẫn còn ở thế gian mà quý vị. Chưa, chỉ cần một chúng sanh nào muốn tu là sự hóa độ sẽ đến, sẽ chỉ điểm quý vị tu hành liền đó. Yên tâm đi, chỉ cần có tâm quyết tu là nhất định có cảm ứng à. Phật Bồ Tát từ bi lắm, mình là phàm phu đây nè, mà mình mới tu đây thôi mình còn thương người ta này, không chứ Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát thương chúng sanh cỡ nào. Quý vị chỉ cần có tâm quyết tu, tu cố gắng, chịu khó chịu cực, bị chồng chữ chồng đánh,
vợ đánh vợ chữ, cỡ nào con bắt hiếu ngủ nghịch, lên gối xuống chỏ mình được, bóp 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 mình. A Di Đà Phật, quyết chí tu cầu sanh cực lạc, nghiệp tiêu cấp kỳ. Yên tâm đi. Trời ơi, mang cái thân này mà có ai tồn tại đâu mà sợ đau. Cũng sợ. Sợ. Hiểu không? Nhưng mà cái nội tâm nó phải ghen nghe chưa? Cái nội tâm là mình phải cực kỳ ghen, lỡ mình gặp cái trường hợp khổ đau đó đó. Mình đừng có kể lể rằng là cuộc đời mình ơn nghĩa gì, hoặc mình làm nhiều việc thiện, việc tốt với người ta mà tại sao người ta đối xử với mình vậy? Hoặc là tôi tốt quá mà. Tốt quá mà sao đối xử với tôi như vậy? Ông chờ ơi, ngó xuống mà coi. Tôi đối xử tận đáy lòng luôn. Có mấy lon gạo mà cũng chi cho nó ăn. Vậy mà nó nở lòng, bây giờ nó chửi tôi lại. Tôi nghĩ tu luôn. Đó là tầm bậy. Đó là tầm bậy. Bây giờ mình chỉ có mấy lon gạo mà mình còn chia cho người này ăn luôn là vì sao? Vì cái người này nó cũng đã từng đối xử với mình như vậy, nên mình mới đối xử với nó như vậy. Hiểu chưa? Rồi mình cho người ta ăn mấy lon gạo xong mình chửi người ta. Bây giờ người ta mình cho người ta ăn xong người ta chửi lại. Chứ làm sao? Phải chi mình cho ăn xong mà mình quên đi. Cái ơn nghĩa ta nhớ không nhớ kể người ta thì đời này đâu có chuyện này xảy ra. Đừng có đi kể lễ gì cho nó mệt. Còn mình làm vợ người ta của mình cứ chung thủy lắm á. Quá trời chung thủy luôn. Nhưng mà cái chung thủy của mình bên tâm, trong tâm mình nó có cái nhiều cái không có đúng. Tâm mình á, nó học Phật là học từ tâm là gì đó. Coi lại cái tâm mình. Tuy là mình cũng rất chung thủy, mình có làm điều gì sai với chồng, nhưng mà trong tâm mình có những cái mình không vừa lòng chồng mình. Mình không chịu đựng chồng mình không vừa bụng. Mình còn chỉ trích chồng mình, nên cái tâm đó thành cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó khi chết đi thành đại quát. Kia kinh Vô Lượng Thọ dạy chưa? Bây giờ mà là một cái buồn, cái giận, cái hận, cái chết nhỏ bé, nhưng khi chết đi thành đại quát, đời đời kiếp kiếp đọa lạc trầm luân, gặp nhau báo thù. Ghê chưa? Nghe chưa? Nghe ớn luôn cái chuyện giận chơi. Tỉ mỉ mà xem cái tâm của mình á, cái tâm mình đến với người ta đa bằng chúng ta cả những đức luôn. Khi mà đến với ai cũng vậy, có khi bực bội lắm quý vị, có khi cũng tức chỉ trích người ta đó. Nhưng mà xong rồi mình chuyển hóa lại, nên mình phải về cực lạc. Mình không về cực lạc là mình toi mạng mình ở cái cõi đời, ở cái lục đạo luân hồi này. Rồi mình biết nó gặp nhau, nó báo thù rửa hận ở cõi này trùng trùng. Đừng có mong mà nó buông tha cho mình, nghe chưa? Nó cái tâm mình quý vị biết coi bao nhiêu cái lỗi tâm chưa. Hãy xem xét lại đi, nên khỏi khỏi xem xét niệm Phật đi. Mệt quá xem chút nó đầy như màn lưới luôn. Hiểu không? Nó kể lễ quý vị biết mình lo cho ai gì, mình cho ai gì, mình thương ai gì, mình giúp đỡ người ta gì mà người ta chỉ cần trở mặt. Đó là khó tu. Đó là mang cái sự hận thù liền, không phải chuyện giỡn đâu nghe. Nó, hoặc là mình lo cho con cái quá trời lo, mà giờ con nó bất hiếu với mình, hoặc là nó lo cho vợ nó. Mình tức lắm chứ. Tao á, tao sanh mày hồi xưa, tao đẻ nó đỏ hói, mà tao lo cho mày, mà bây giờ mày lớn khôn gì mà bây giờ mày có vợ, mày nghe lời vợ mày, mà mày chửi tao. Đúng rồi. Nó nghe lời vợ nó chửi mình là đúng. Vì sao? Vì vợ nó không nghe lời, nó nghe lời ai? Từ từ, mỗi ngày nó ngủ với vợ nó không à. Còn mình thì ngủ với nó là lúc mình còn nó còn nhỏ. Nó ngủ với mình là lúc nó còn nhỏ. Bây giờ nó lớn lên nó ngủ với vợ nó. Nó ngủ với vợ nó mà kêu nó nghe lời mình, đằng vợ nó đá nó ra khỏi mùng. Cái nhân sinh này nó phải chọn vậy đó quý vị ơi. Thì mới nói là cõi đời nhiều kiếp nạn, cõi đời thay trắng đổi đen. Chứ nếu như mà nó không có gì thì làm sao gọi là cõi đời thay trắng đổi đen? Lòng người bạc bẽo, đúng không? Đừng có trách đàn chi. Mình làm mẹ mình nuôi người ta khôn lớn, bây giờ nó nghe lời vợ nó tốt, con hạnh phúc là được rồi. Còn con đối xử với mẹ cha làm sao, tự nhân quả đến với con. Còn mẹ cha không có trách làm cho nó mệt tí. Lo mình tu đi, làm được điều đó thì hạnh phúc biết bao, đúng không? Nghe mấy cái điều giảng này không phải đơn giản, nó cởi mở tâm tư ra. Hiểu chưa? Quý vị nghe đi, rồi sau này quý vị dính phải đó, đừng nó không dính. Không có con thì nó đỡ cái nghiệp gì con, chứ có là thế nào cũng dính nè. Rồi đang dính rồi, đang dính.
Bà đợi vẫn ngồi kế bên đó, tôi đang dính. Tôi nói là không dính người này cũng dính người kia. Cái nghiệp của chúng ta là nó là như vậy mà sao không dính được. Hiểu không? Nó nên những đức buổi giảng câu ai bạc nghiệp đến cùng quyết chí một đời phải sanh cực lạc quốc, những đức ưa kể không? Ngày nào những đức cũng nói đừng có buồn giận ta để trong tâm, đúng không? Tại vì cái này là cái dễ dính nhất. Mà buồn giận là không có niệm Phật nghe. Ồ, buồn giận là nó không niệm Phật đó. Nên ghi cái vui nó siêng niệm Phật ghê lắm. Nên mà mỗi lần như đức nói đừng buồn giận ta để trong tâm, thiếu nợ thì trả đi, thăng văn làm gì. Cái câu này nó tâm đắc lắm á quý vị ơi. Đúng không? Tâm đắc á. Chỉ cần quý vị nhắm được mục tiêu tu là mở tâm lượng. Quý vị nhắm được mục tiêu tu là mở tâm lượng. Khi tâm lượng mà mở rồi, quý vị sẽ không buồn giận người ta để trong tâm. Cái người mà buồn giận người ta để trong tâm là người tâm lượng hẹp hòi mới để vô. Mình buồn giận người ta là cái điều mà quý vị biết, cái tâm nhỏ như cái ly mà ta bỏ miếng mực là ta chửi mình đó. Miếng mực là ta chửi mình thì miếng mực bỏ vô ly thì đục nước liền. Nhưng mà nếu cái tâm mình là một cái hầm nước khoan nó còn sông, thì một miếng mực mà đổ vô cái hầm không ăn thua gì cái hầm, đúng không? Đâu có ảnh hưởng đâu. Nó tâm lượng càng lớn thì ít bao giờ phiền não. Chắc chắn luôn. Ít phiền não lắm. Hồi xưa những đức quản chúng ở trên chùa trên kia, tâm lượng những đức nhỏ. Tuy là những đức có một cái tâm thương người, nhưng mà những đức lại là gọi là kể lễ. Nên những đức kể lễ, những đức phiền não chữ sùm tối ngày luôn đó quý vị. La chữ sùm giết hô luôn. Hô kinh khủng luôn, chậu là trời. Hồi xưa trên kia nó hô ghê lắm nghe. Đi đâu có con lần đi ngang cái bà đó, mà mình đâu có ý gì đâu, mà tại cái mỏ nhọn quá, mình đi ngang mình quơ cái mặt gì cái miệng chúng vô ngay cái miệng bà, trời ơi chồng. Cái ông chú đi tu gì ôi chữ quá trời chữ, mắc cỡ thế ghê, chặn nó bị chữ quá trời bị chữ tại mỏ nhọn. Đi quơ cái bà tử chúng vô miệng người ta, ta tưởng đâu dê người ta ghê chứ. Kệ nói mình sao cũng được, mình nói mình sao cũng được, có sao đâu, hiểu không? Thà mình nói gì cũng được, cái tâm mình nó cũng hạ cái ngã, còn có hay không kỳ mồ đó. Không mà mình ngộ quý vị, mình nói mình xấu đã lắm quý vị ơi. Ừ, mình nói mình tốt sợ lắm, mình tốt sợ lắm, mình nói mình xấu người ta không muốn đụng chi. Tại mình nói mình xấu quá, mà bây giờ ai mà đụng vô, giống như mình nói, nó như là sắt, mình đụng vô thì chạy chùa cho làm gì, sắt mà gặp mà sắt xét, hiểu không? Đó thì vị biết rằng con người mình tu, càng tu mình nhìn ra mình xấu nhiều, mình thấy mình xấu nhiều vậy đi, vậy là nó đặc biệt lắm, chúng ta còn xấu nhiều lắm, thấy chưa? Nó mà xấu nhiều kiểu này mà đời này không giảng sanh lựa chừng thành cá sấu. Vì thấy không, cái con cá sấu là nó là tội lỗi nhất. Vì sao? Mình gặp nó mình kêu là cá sấu. Vừa gặp cái kêu nó là cá sấu. Hiểu không? Nó giống như cái sầu riêng, là trong tất cả loại trái, sầu riêng là cái trái buồn nhất. Tại vì sao? Vì sầu riêng dù nó có ăn ngon cỡ nào nhưng mà ta gặp nó ta kêu nó là sầu riêng, đúng không? Nhiều loại trái nó đâu có cái tên danh từ kỳ cục vậy. Tự nhiên bây giờ, ví dụ như bây giờ mình có ai mà tự nhiên đặt tên con là tên sầu riêng không? Tự nhiên vừa gặp kêu sầu riêng. Sầu riêng là cá nhân khổ đau quá quý vị. Phải chi sầu chung thì cũng được. Có buồn khổ gì cỡ mở ra, ai mà đi sầu riêng chứ gì chở, ôm chịu mình chứ mấy bà, hiểu không? Nó nên con người mình phải biết cỡ mở ra, nghe chưa? Nên Phật Bồ Tát, tượng Phật Bồ Tát, dù là chùa cao Phật lớn không tu cũng có phước. Vì nhờ có tượng Phật Bồ Tát nên người ta gỡ đức tin. Người ta gỡ cái đức tin, người ta đến Phật Bồ Tát, người ta cầu nguyện, hiểu chưa? Ví dụ như pho tượng Quan Âm Bồ Tát bự thì bự, ngày xưa như đức không nghĩ đến cái mức này đâu quý vị.
cứ nghĩ chùa là phải tu, chùa nào cũng tu đâu phải mạt pháp. Có nhiều loại chùa chứ, nhưng đã có chùa là có lợi ích rồi. Tại vì sao? Vì cỡ nào người ta cũng đi đến chùa, cỡ nào người ta cũng nghe được lời kinh tiếng kệ một chút. Lợi ích nhiều, lợi ích ít gì, nhưng mà có lợi ích là tốt. Đúng không? Hòa tượng Quan Âm ta xây thiệt là bự, trước biển, quay mặt ra biển Quan Âm Bồ Tát. Chúng sanh người ta đi ngang biển chắp tay Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Thấy chưa? Người ta có cái đức tin. Nên tượng Phật Bồ Tát mà xây bự, to, trên núi rồi cao, thiệt là cao trên chót núi. Để làm chi? Chúng sanh ta đi ngoài đường, kẻ đi qua, người đi lợi. Có khi người ta chưa lên núi được mà ta đứng ở dưới chắp tay, ta cầu nguyện trước Phật Bồ Tát. Mà nhiều chúng sanh hướng đến tượng Phật Bồ Tát mà cầu nguyện, thì cảm với cái nguyện Phật Bồ Tát gia hộ. Hiểu chưa? Vị thấy dù cho có nhiều kiếp nạn mà có những cái quốc gia, vị thấy không? Những cái thánh tích không có bị. Đó mới là đức tin, mới thấy kinh đơn giản đó quý vị. Thí dụ như bây giờ một cái pho tượng nhỏ tí tí gì, biết rằng là tâm chân thành thì cảm ứng. Nhưng mà mấy người có cái tâm chân thành đó? Bây giờ cái pho tượng có chút xíu gì nè, mình quay lại. Cái tâm cung kính của mình không có bằng cái pho tượng bự đâu. Nó thiệt chứ bị biết, quý vị biết gì sao mà người ta đi qua nước ngoài, người ta đi lại thánh tích không? Vì người ta lỡ thánh tích, cái tâm người ta nó chân thành hơn, nên nó có cảm ứng quý vị. Ví dụ như người ta ở chùa, người ta thấy cái chùa người ta bình thường quá, quen rồi, nên người ta đi lại Phật người ta lại bình thường lắm. Thì nếu mà nói tâm cung kính thì nói làm chi? Tâm cung kính mà khỏi tượng Phật cũng cảm ứng nữa, cần gì tượng Phật? Nhưng mà mấy người có được cái tâm này, nên phải xây tượng to để cho họ nhìn cái tượng bự họ mất. Đúng chưa? Phải không? Vì công nhận không? Thấy tượng quá to, mình Phật thì to dữ tao. Người không tu nó gặp nó cũng sợ, tượng bự quá. Bây giờ tượng A Di Đà hay tượng gì tự nhiên lại mà để đây là thánh tích, để qua tượng bằng ngón tay. Tượng còn nhỏ hơn tôi nữa, sợ gì? Lỡ lại làm nè. Tượng nhỏ xíu, thấy không? Gặp cái tượng bự thiệt bự, vàng đồ lát lên quá trời đẹp, gặp một cái. Trời. Xong mấy người đi chung nói câu gì nè. Vàng không, vàng lót không luôn. Biết bao nhiêu vàng bạc nó đồng luôn. Chắc tượng này linh lắm. Phải không? Nó tâm cung kính nó sanh ra. Đó, vị thấy không? Đó, vị nghe gì mới thấy là cái tâm mình mở ra đi. Nó mở ra thì công nhận không? Đó, nên cái nơi nào mà làm tượng Phật đồ này kia, tượng to rồi kệ, đồng cắt bỏ vô cúng dường phụ. Pho tượng đó mình đã có cái duyên, chúng sanh gặp tượng đó kết duyên, mình cái phước mình sanh ra từ chỗ đó mà ra. Cứ làm đi, có gì đâu. Nó nên từ nơi đó hồi mở tâm lượng ra hết. Nơi nào xây chùa, tạo tượng, đúc chuông gì cứ cúng dường đi. Gặp thấy cái là cúng dường liền, trong túi có nhiêu cúng hết. Thấy không? Thì thử đi. Thì bị gặp một cái nơi nào mà xây chùa này kia mà trong túi bị chỉ có 500 ngàn, bỏ 500 ngàn cúng dường luôn. Đúng ra là đây về nhà đi, đi xe ôm khoảng 5 cây số, cúng hết luôn đi bộ về. Đi bộ, đi dọc đường, đi vừa niệm Phật. Cái trong lòng quý vị nó, trời, nó cảm động gì vậy? Lại phải thử thí nghiệm đi rồi biết à. Tôi đã từng thí nghiệm rồi. Đi bộ vừa đi mà sao nó vui gì đâu. Vừa đi vừa vui, vừa đi vừa vui, vui, vui quá đó ta là vui. Ngộ lắm quý vị ơi. Cái tâm nó cảm ứng á. Đó, cái tâm chân thành đó là sanh phước báo đó. Nó thì những đức về chia sẻ cho quý vị nghe. Về cái tâm chân thành thì bị thấy, cái tâm chân thành nó phải có một cái hình thức gì quy nghi dữ dằn chút mới phát tâm chân thành. Còn có người mà biết đạo thì nói làm chi nữa. Nó bây giờ người ta đi qua đi lại, người ta thấy chùa thượng xây mà bốn tầng, ta đi ngang nó, ôi nhà gì mà đẹp dữ chậu, hang hang ấy, nhà gì, chùa đó bà, bao nhiêu người già ở trong đó niệm Phật, ngày bốn thờ đó bà ơi bà, chùa đó. Chùa gì đâu mà, chùa gì đâu mà xây bự, bự quá. Bữa nào ghé coi chùa đó thử coi sao. Hiểu không? Còn bây giờ đi ngang thấy cái chùa nghiêng ngã, cái chùa nghiêng qua ngã lại đó. Trời, chùa gì mà sắp bị sập kỳ cục.
cái chùa sắp bị sập, mình vô, ông thầy chủ trì ông quyên góp có tiền cúng kỳ thế mồ, thôi bà không có vô. Nhìn cái chùa này tôi biết vô vậy bà này ông quyên góp không có tiền cúng dường kỳ dữ lắm. Nó nghĩ vậy đó quý vị. Còn con chùa mà mày giữ gì ăn gì, vô lại vặt nó cũng cung kính hơn. Chùa gì chắc chùa này linh lắm. Ở chúng sanh nó kỳ cục, nó chùa bự là chùa linh đó quý vị. Thì linh mới có tiền, mà có tiền mới xây được chùa bự. Quý vị nhớ nghe, một cái vùng nào nghe, dù xây một ngôi chùa du lịch đi chăng nữa, mà cái miếng đất đó nó không phải miếng đất tầm thường đâu. Phải tầm thường đâu nghe. Chắc chắn quý vị luôn, nếu là miếng đất bình thường sao mà xây được ngôi chùa nào đó. Thì biết rằng là đất đai á, là có thổ địa thằng hoàng, có thằng sơn, thằng núi, thằng nước, thằng đất, thằng sông bảo vệ khu vực đó. Mà cái khu vực đó mới bị xây lên một cái ngôi dạ lam thiệt là lớn. Để bị biết động biết bao nhiêu loài ở đó chưa. Mà phải dọn nhà đi bị biết để cho người ta xây cái nơi đó. Tại vì vì cái vùng đất nơi đó giống như người ta vẽ bản đồ, như thế gian người ta vẽ bản đồ. Còn trong nhà Phật, trong nhân quả là cái vùng đó nó có bản đồ sẵn. Thì vùng đó là vùng đất dạ lam. Hiểu chưa? Nó xây được, nó tự nhiên xây ngôi chùa hả? Có cửa đó đâu, đụng vô đều biết. Xây vô thì nó sập luôn, đừng nói mà xây. Không xây được á. Đất đó mới là đất thiên linh như thế nào đó. Mới xây được một ngôi chùa lớn nữa đó. Dù bây giờ nó là chùa du lịch, nhưng sau này, đời đời sau này, tự nhiên có một vị tăng bậc thánh đến nơi đó để hóa đạo nơi đó. Đâu phải giỡn. Bởi vì cái nhân cái quả nó có thời gian, quý vị đòi liền sao có, đúng không? Nên nhớ nhớ nghe chưa. Nên cái nơi nào mà xây chùa là phát tâm cúng dường hết lòng hết dạ cái tâm của mình, để đời kiếp nào của mình, mình trở lại cái cõi đời này, mình đã có cái nhân cúng dường trong ngôi chùa đó rồi. Nên mình ở trong ngôi chùa đó, mình tu độ sanh ở nơi đó, tâm đó đó phước báo lớn lắm. Nên những đức nói bây giờ tôi đi tu, tôi hiểu rồi, một chút lợi ích tôi cũng làm, tôi không có cần cái chuyện lớn lao gì quá. Tôi cũng làm cái chuyện lớn cầu sanh cực lạc, nhưng mà một chút lợi ích đó tôi cũng làm. Chúng sanh cần nhìn qua Phật tôi cũng làm. Kệ nó, nhìn qua Phật nó có duyên. Mình đi cấm họ nhìn qua Phật làm chi? Nó được bao nhiêu kệ nó, nó có bị gạt trong Phật Pháp cũng tốt. Tại vì nó từng gạt người ta trong Phật Pháp, bây giờ bị gạt lại quê. Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, bây giờ cái nghiệp này không trả cái cõi này thì nó trả trong tam đồ ác đạo, nên tốt. Nên chúng ta ở trong cái cõi đời này tốt hết trơn. Nếu mà hiểu sâu thì nhân quả nó tốt hết trơn. Cái gì nó cũng tốt hết trơn nha. Tại vì sao? Vì cái nhân quả mà sao không tốt? Nó, cái công bằng ở trong Phật Pháp gọi là công bằng nhân quả. Gieo nhân gặt quả là công bằng nhất trong cuộc đời này. Nghe không? Đó, nghe không? Thông cái tâm hoàn toàn để làm tốt. Đủ duyên là làm liền, khỏi cần suy nghĩ cái chuyện là nơi này tốt xấu gì bao nhiêu phần trăm kệ. Chúng ta cứ giải đi, giải cho phù hợp, cho rộng ra. Chúng ta nói cái hạt giống đó là cái phương tiện đi, để rủ người ta làm việc điểm của mình thôi. Còn thật sự nhân quả nó không phải là cái hạt giống tầm thường. Cái hạt giống ở trong nhà Phật á, mà khi bị gieo nhân gieo quả đó, là nó không có chết như cái hạt lúa, hạt gạo, hay là hạt bắp, hạt ngô ở trong ở ngoài đời. Cái hạt giống ở ngoài đời á, mà gieo vô cái mảnh đất khô cằn thì nó chết. Nhưng mà cái hạt giống ở trong Phật Pháp nó không có chết. Gieo là nó đậu rồi, không có chết đâu, đừng có lo. Cái này là mở rộng cho quý vị nghe đó. Tùy để quý vị ngồi ở đây là đa phần cái người toàn là ở trong chùa, và cái người Phật tử thuần thành biết tu ở đây quen không à. Nó nói vậy đó, còn ngày lễ thì tôi nói khác. Lễ nói khác. Một số người mới đến chùa, mình nói làm sao cho nó cúng được cho hòa thượng xây dạy ngôi chùa là tốt. Thì có cơ hội đây mình kêu nó chồng ở đâu, đúng không? Nó mình duyên người ta thôi. Thưa quý vị, thì thấy Phật Pháp hay không? Muôn biến dạng hóa, vì thấy chưa? Vậy thì không có sắp xếp được. Nó không có bố trí và không có sắp xếp sao được hết chứ. Bởi vì Phật Pháp gọi là di tuệ thị nghiệp. Trí tuệ là sự nghiệp lớn nhất của đời người. Chỉ cần có trí tuệ thì bạn ở đâu bạn cũng quyển chuyển được cái chứ. Nhưng mà đâu cần sắp xếp chi đó, nó mệt. Sắp xếp là cũng không phù hợp. Sắp xếp nó không phù hợp nhân quả.
để tự nhiên nó phù hợp nhân quả hơn. Nó giống như tự nhiên như Đức gặp cái bài viết kia, nó nhân quả. Chứ không mà tự nhiên gặp, sao mà gặp. Tôi có bấm lên mạng nhiều đâu mà tự nhiên tôi bấm lên tôi thấy. Thấy tự nhiên vừa thấy cái đề cái tôi nói sao cái đề này sao thấy. Kết. Bấm vô dính liền thấy chưa. Nó vì thấy cái nhân cái quả nó phải tự nhiên như tôi kiếm đâu. Kiếm cũng không ra nữa. Vì cái ngôi nhà mạng là nó một cái nhà to. Mà trong đó nó đa dạng phong phú lắm. Mà sao mới bị tìm được? Nó phải có duyên nó mới vô dính ngay chỗ đó. Đã dính rồi là mình phải làm thôi, không nói vòng vo chứ. Dính là phải làm, tại vì duyên rồi, duyên mình đến phải làm. Chứ nếu mình nghĩ rằng cái đó là cái gì mình làm vô mình sẽ bị nạn tai gì, không nạn tai mình cũng phải chịu. Vì đó là cái kiếp nhân sinh mình phải chịu, không có sợ, không có chạy được cái chỗ đó. Chạy chờ cũng không khỏi mưa, không khỏi nắng nhưng mà nó lộn. Thấy không? Nên mọi người hãy tin nhân quả đi. Thì sống trong cuộc đời này tu hành nó đặc biệt lắm, mà nó an vui lắm quý vị ơi. Vì thấy một bài giảng những Đức chia sẻ đó, giờ này là 10 giờ 15 là tính ra 1 tiếng 40 phút rồi đó. Thấy không? Bao nhiêu sự việc cho quý vị nghe. Nhưng mà mỗi lần chia sẻ là mỗi lần có cái lạ đó nghe. Đừng có nói mà nó có nhiêu nói hoài, không có cửa đó đâu. Đâu mà nhiêu nói hoài tào. Phải học thuộc cho nhiêu nói hoài. Như bữa nay bị nghe có nhiều cái lạ lắm mà đúng không? Nhưng mà có những cái bị chưa có làm hết. Nên nói lại thì bị vẫn cố gắng mà làm. Làm từ từ nó mới đặc biệt. Nhưng cái quan trọng nhất là tính nguyện nghe không? Tính nguyện niệm Phật nghe không? Nắm chắc câu Phật hiệu nghe mấy bạn luôn. Nghe không? Đời này phải niệm Phật nghe. Quyết chí về cực lạc các vị ơi. Muốn bình yên thì đi đâu? Đúng rồi, muốn bình yên về cực lạc. Mà muốn về cực lạc thì phải làm sao? Nó phải tín nguyện cho mạnh. Niệm Phật mà không sợ chết. Chết cái gì đâu sợ. Đúng không? Ai mà không chết mà sợ. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện nè. Cho nó bắt bài nói nữa bây giờ. Kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phong quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà,
Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài, khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. À, chúng ta đều phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, buông xuống tất cả những cái tâm buồn giận hận trách, để quyết chí đời này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, mỗi buổi những đức ra đây phóng sanh cũng đi thực, ai để mấy miếng niệm đây ha, đừng để nữa, mình lùng rồi cho nó lùng đi chứ, đứng lên cao giả kỳ. Nên chùa chúng ta mỗi tuần thứ bảy bên chùa mới này cộng tu, quý Phật tử cũng khắp nơi, giờ mình cũng về đây mình tu tập. Khi chiều cái người ta qua bên hộ pháp dự lớp đạo làm con, sáng mai cái mình cộng tu chủ nhật ở bên hộ pháp, nhiều Phật tử ở xa người ta đến ta dự khóa tu như vậy, thấy ý nghĩa cái chuyến đi của mình đầy đủ hết trơn. Giờ đây mình vừa niệm Phật rồi nghe pháp, nó cởi mở tâm tư. Có nhiều người mình cũng mang nghiệp phá thai, hương linh thai nhi cũng theo mình, những người ông bà cha mẹ mình, người thân mình chết cũng chưa siêu thoát, nhờ mình đi về chùa mình tu tập mà họ đi theo mình cũng nghe pháp niệm Phật, rồi mình đem công đức hồi hướng cầu an cho người thân còn sống, cầu siêu cho người đã mất. Cái duyên phước này thù thắng lắm quý vị, nên cái công đức mà đi về chùa mình tu tập gì nó đầy đủ đặc biệt dữ lắm. Nên chúng ta nguyện đem cái công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là Hòa Thượng Viện Chủ, và cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị, và tất cả chúng sanh đều được bình an. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ anh chị em trong đời này nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết quan chết ức chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả chư hương linh, nguyện tất cả chư hương linh nàng thức sáng suốt tỉnh táo, biết nương vào bổn nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngà kim thí như cung, tự thực biến thập phương nhất thiết Phật tự công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo, như đặng ngộ tình chung ngã kim thi nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cụ tình công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo, như đặng cô hồn chung ngã kim thi nhự cung, tự thực biến thập phương nhất thiết cô hồn công, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết ngà đặng giữ cô hồn giai cộng thành Phật đạo, an một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, an một lục lăng ta bà ha, an ngã ngã nắng tam bà và nhật ra hồng, an ngã ngã nắng tam bà và việt nhật ra hồng, tam bà và việt nhật ca ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát, nam mô xá sanh tham Bồ Tát Ma
gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Gia trì chú thực diệu gia đà, biến thiệu thành đá giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát. Nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tự nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, hữu vị vô danh, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Đại Bi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Chúng ta làm lễ phóng sanh nha. Cái công đức phóng sanh rất là lớn quý vị. Nên mỗi một người chúng ta sống trong cuộc đời này, nếu như mình gặp bệnh đau, ung thư, bệnh này bệnh kia, hay là gia đình mình đầy tháng thôi noi, hay là đám giỗ vậy đó, mình đều làm lễ phóng sanh để cầu an cho người thân và cầu siêu cho người thân. Rất là đặc biệt, như những người bị ung thư này kia rồi đó, mình nên phát tâm ăn chay trường. Giống như ở bên đây có cái công đoạn như đức làm ký sự, mà bà cô này bị ung thư đại tràng, mà bà từ khi phát tâm ăn chay trường, bà niệm Phật là bà không có đau trong suốt gần 10 năm. Bởi vì nhìn cái cục bên đây thì kinh khủng luôn, mà nó không đau luôn. Vậy thấy không? Nên gọi là có thể trả qua báo thế gian, nhưng mà không khổ quá. Nên nhờ cái công đức ăn chay, phóng sanh và niệm Phật rất là lớn. Nên chúng ta mỗi lần mà phóng sanh, cái tâm hoan hỷ, vui vẻ, hoan hỷ để mà vỗ tay để mừng con những con chim này nó thoát khỏi cái lồng này. Nên con ruồi, con muỗi, con kiến mình cũng không giết. Từ cái tâm từ bi đó mà sanh phước báo rất là lớn nha quý vị. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh, quy y Phật không đọa địa ngục, quy y Pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật hoan hỷ vui vẻ để vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này
hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị ăn cơm ngon miệng. A Di Đà Phật.